Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 181. Sinh tử khảo nghiệm, Tiêu Phàm hơi tới điểm hứng thú. Nếu như thăng thiên lễ mừng quá mức bình thản, hắn thật đúng là không cảm thấy thiên hoang thần các có thể tốt đi nơi nào, bởi vì yêu cầu này cũng quá thấp. Cụ thể thuộc hạ cũng không rõ ràng. Thần Thiên Nghiêu đắng chát cười nói, nghe nói thông qua thực lực khảo nghiệm người, sẽ bị cùng nhau mang đến một chỗ hiểm địa, hoàn thành một chút khảo hạch, thì có tư cách tiến vào thiên hoang. Nhìn thấy Tiêu Phàm muốn hỏi thăm cái gì, Thần Thiên Nghiêu lại bổ sung một câu, về phần bị mang đến chỗ nào, thuộc hạ vô năng, lại là không có hỏi thăm đến tin tức này. Tiêu Phàm tay phải nâng cầm lên, cũng không có trách cứ Thần Thiên Nghiêu ý tứ. Tham gia thăng thiên đại điển tu sĩ mặc dù là từ Bách Sát Các phát ra mời thiếp, mời thiên hạ thánh đế cảnh tu sĩ, nhưng Bách Sát Các đoán chừng cũng đúng cụ thể quy tắc không rõ ràng lắm. Dù sao, thăng thiên lễ mừng thế nhưng là từ thiên hoang thần các cử hành, thái cổ thần giới người đối với hắn biết rất ít cũng hợp tình hợp lý. Đúng rồi, phủ chủ, vài ngày sau, thần đạo thiên cung sẽ cử hành một trận võ đạo tiệc trà. Đột nhiên, Thần Thiên Nghiêu lại nhớ ra cái gì đó. Nói đến đây, trên mặt hắn lại lộ ra vẻ do dự. Võ đạo tiệc trà, chuyện gì xảy ra, Tiêu Phàm nghi ngờ nói, nhìn Thần Thiên Nghiêu sắc mặt, hắn cũng biết cái này võ đạo tiệc trà khẳng định không đơn giản. Nói là võ đạo tiệc trà, kỳ thật chính là thiên hoang người tới muốn nhân cơ hội kiếm một món lớn mà thôi. Thần Thiên Nghiêu thở dài, nói, mắt thấy thăng thiên lễ mừng sắp đến, thái cổ thần giới người lại đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Trận này võ đạo tiệc trà, không thể nghi ngờ chính là thiên hoang người, hướng mọi người giảng giải một ít quy tắc mà thôi, giá trị cũng không phải là quá lớn, nhưng phần lớn người đều chịu xài tiền. Dùng tiền, Tiêu Phàm sững sờ, võ đạo tiệc trà còn phải tốn tiền. Chẳng lẽ không phải mọi người cùng một chỗ uống chút trà, nghiên cứu thảo luận một lần võ đạo sao? Bất quá Tiêu Phàm rất nhanh liền lấy lại tinh thần, thiên hoang người đến thái cổ thần giới cử hành thăng thiên lễ mừng. Hơn phân nửa cũng là chấp hành thiên hoang thần các nhiệm vụ. Thật vất vả mới có cơ hội giáng lâm thái cổ thần giới, nếu như không kiếm bộn liền rời đi, vậy cũng quá có lỗi với chính mình. Một tấm võ đạo tiệc trà thiếp mời, trăm vạn trung phẩm nguyên tinh. Thần Thiên Nghiêu gật gật đầu, hít sâu một cái nói. Trăm vạn trung phẩm nguyên tinh, Tiêu Phàm kinh ngạc, một tấm thiếp mời mà thôi, liền muốn hơn 100 vạn trung phẩm nguyên tinh. Phải biết. Dù cho thánh đế cảnh đỉnh phong, thậm chí bán bộ thánh đế cảnh, cũng đều là dùng trung phẩm nguyên tinh tu luyện a, trăm vạn trung phẩm nguyên tinh, đã coi như là không nhỏ gia tài. Đương nhiên, điểm ấy tài phú đối với Tiêu Phàm mà nói, cũng không tính là gì, dù sao trên người hắn liền cực phẩm long tinh đều có không ít. Bất quá lần này Tiêu Phàm chuẩn bị tiến về thiên hoang, đại bộ phận tài nguyên đều lưu tại vô tận thần phủ, trên người hắn chỉ để lại số ít cực phẩm long tinh. Cùng một chút thần dược. Tiêu Phàm chưa từng nghĩ tới dựa vào bản thân trước đó lấy được những vật này đột phá thánh tôn cảnh, hắn tin tưởng lấy bản thân thực lực, tiến về thiên hoang tất nhiên có thể thu hoạch được bản thân cần tài nguyên. Người có thể lấy được thiếp mời sao? Tiêu Phàm nghĩ nghĩ, hay là hỏi. Đối phương tất nhiên rõ ràng muốn bẫy tiền của bọn hắn, đó cũng là chuyện không có cách nào khác, ai không muốn sớm tìm hiểu một chút thăng thiên lễ mừng đây. Thần Thiên Nghiêu cười khổ lắc đầu. Nói trước đó thuộc hạ nghĩ biện pháp thử một cái, những cái kia thiếp mời đã đưa xong, chỉ có 1.000 cái danh ngạch, hiện tại một tấm thiếp mời, đã xảo đến 500 vạn trung phẩm nguyên tinh. Vậy quên đi, Tiêu Phàm khoát khoát tay, lơ đễnh nói. Bất quá trong lòng lại là âm thầm rơi vào trầm tư, 1.000 cái danh ngạch, mỗi người 100 vạn, vậy cũng chỉ có 10 ức trung phẩm nguyên tinh mà thôi. 10 ức trung phẩm nguyên tinh, đặt ở thái cổ thần giới mà nói. Một dạng đế tộc đều có thể lấy ra đi. Thiên hoang thần các người, làm sao chắc cũng là thánh đế cảnh sao, thánh đế cảnh thậm chí ngay cả điểm ấy trung phẩm nguyên tinh đều không lấy ra được. Để lão nhị bọn họ lưu lại xem ra là chính xác, thánh đế cảnh tốt nhất vẫn là lưu tại thái cổ thần giới, thiên hoang thánh đế cảnh tu sĩ tài nguyên, đoán chừng thực sự dựa vào mệnh đi liều. Tiêu Phàm trong lòng khe khẽ thở dài. 500 vạn trung phẩm nguyên tinh một tấm thiếp mời. Không phải là thiên hoang người bản thân xào đi ra à. Những người này, thật đúng là lòng dạ hiểm độc, thí thần bĩu môi nói. Cái này cũng rất bình thường. Thần Thiên Nghiêu mở miệng nói, võ đạo tất tranh, đây là thiên hoang người thường xuyên treo ở mép mà nói, tài nguyên,
là bọn hắn hàng đầu tranh thủ đồ vật, nếu như không phải thiên hoang thần các lệnh cấm, đoán chừng bọn họ đã sớm bắt đầu quét dọn đung đưa. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm cũng âm thầm gật đầu, thiên hoang thần các quy củ, có vẻ như so tưởng tượng phải nghiêm khắc rất nhiều. Trước mặc kệ chuyện này, lần đầu đến thần đạo cổ thành, mang bọn ta đi dạo chơi, nếu là có thể, thuận tiện mua chút tu luyện đồ vật. Tiêu Phàm cắt ngang mấy người. Ngài muốn mua đồ mà nói, chọn lựa đầu tiên thiên kỳ các. Thần Thiên Nghiêu cười nói. Thiên kỳ các, Tiêu Phàm hơi sững sờ, có trong nháy mắt thất thần. Thật sự là cái tên này hắn quá quen thuộc, đoạn thời gian trước hắn tiến vào cửu U địa ngục, cũng đụng phải một cái thiên kỳ các, đây chính là U Minh địa ngục địa bàn, giữa hai cái này phải chăng có liên hệ đây? Hay là nói, cái này thiên kỳ các, cùng cửu U địa ngục thiên kỳ các, cũng là cửu U địa ngục sản nghiệp. Nếu thật là dạng này, cái kia cửu U địa ngục quả thật có chút đáng sợ, nắm tay đều ngả vào thần đạo cổ cương không coi vào đâu. Tiêu Phàm mặc dù trong lòng hồ nghi, nhưng rất nhanh tập trung ý chí. Ở Thần Thiên Nghiêu hướng dẫn dưới, mấy người rất nhanh là đến một tòa minh mông tòa nhà lớn trước mặt, nhìn trước mắt quen thuộc tòa nhà lớn, Tiêu Phàm đã được đến mình muốn đáp án. U Minh địa ngục, quả nhiên có ý tứ. Tiêu Phàm trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, thất thần đi theo mấy người đi vào tòa nhà lớn. Người mắt mù sao, dám đụng bản tiểu thư. Đột nhiên một tiếng bén nhọn quát chói tai đem Tiêu Phàm suy nghĩ kéo lại. Lại là nhìn thấy một đạo trưởng cương, hung hăng đập ở lồng ngực của hắn. Tiêu Phàm nhất thời thất thần, không cẩn thận đâm vào một cái tuổi trẻ nữ tử trên người, nhưng hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà dưới cơn nóng giận ra tay với hắn. Trong nháy mắt đó, Tiêu Phàm bản năng thôi động sức mạnh thân thể, một trận quang hoa ngưng tụ ở hắn ngoại thân. Phịch một tiếng, không đợi Tiêu Phàm thấy rõ ràng cô gái trẻ kia bộ dáng, một đạo ăn mặc quần dài màu tím thân ảnh bỗng bay ngược mà ra. Trọng trọng nện ở một căn sáng ngang. Hắn cúi đầu nhìn tới, lúc này mới thấy rõ cái kia váy tím nữ tử bộ dáng, hắn mọc ra khuôn mặt đẹp đẽ, linh lung tiểu xảo, cho người ta một loại cực kỳ mạnh mẽ cảm giác. Hỗn trướng, người dám đụng bản tiểu thư, người cũng đã biết bản tiểu thư là ai. Váy tím nữ tử ổn định thân hình, vẻ mặt tức giận chỉ Tiêu Phàm, ở trên cao nhìn xuống quát lớn, nhìn cái gì vậy, lại nhìn đem ngươi con mắt móc ra. Tiêu Phàm nhíu mày, chỉ xem bề ngoài biểu hiện, có lẽ sẽ còn cảm thấy người này hoạt bát đáng yêu. Nhưng nghe được ngôn ngữ của nàng, Tiêu Phàm giờ mới hiểu được, hắn đâu chỉ mạnh mẽ, hoàn toàn chính là khuyết thiếu giáo dưỡng, bình thường khẳng định cũng là vênh mặt hất hàm sai khiến quen. Bất quá nghĩ đến là mình trước đụng ở trên người nàng, Tiêu Phàm cũng không hề tức giận, thu hồi ánh mắt tiếp tục hướng thiên kỳ các đại điện đi đến. Muốn đi, nhưng mà lúc này... Cái kia mạnh mẽ thiếu nữ lại là cười lạnh một tiếng, bỗng ngăn cản Tiêu Phàm đường đi. Tiêu Phàm vốn định dàn xếp ổn thỏa, có thể như thế nào cũng không nghĩ đến, mạnh mẽ thiếu nữ vậy mà lấn người mà tiến, trưởng phong như đao, đây là muốn đưa mình vào tử địa. Nho nhỏ trẻ tuổi, vậy mà như thế tàn nhẫn, một lời không hợp liền muốn tính mạng người. Đây vẫn chỉ là đại đế cảnh tu vi mà thôi, nếu như đột phá thánh đế cảnh, còn đến mức nào? Tiêu Phàm trong mắt lóe lên một vòng không vui, nếu như thực lực của hắn không kém cái này mạnh mẽ thiếu nữ, vậy chẳng phải là muốn chết ở chỗ này. Hừ, Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, một cỗ hung uy trong nháy mắt từ trên người hắn bộc phát ra, bay thẳng mạnh mẽ thiếu nữ đi. Mạnh mẽ thiếu nữ dĩ nhiên tàn nhẫn, có thể lại làm sao cũng chỉ là đại đế cảnh tu vi, ở đâu là Tiêu Phàm đối thủ. Dù chỉ là khí thế, cũng đầy đủ đánh bay hắn. Lần này Tiêu Phàm cũng không phải đơn giản phòng ngự, mà là mang theo một cỗ thánh uy trấn áp. Mạnh mẽ thiếu nữ còn chưa tới gần Tiêu Phàm, ở cách hắn một thước khoảng cách, liền bị cỗ khí thế kia chấn động bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt một trận trắng bệch. Tiểu tử kia là ai, thậm chí ngay cả Tử Thiên gia tộc người đều dám đánh. Chủ yếu nhất là, bị đánh vẫn. Ý gì, Tiêu Phàm cười lạnh, lần trước Tử Thiên gia tộc người mang theo hoang gia người ứng phó hắn. Hiện tại cái này Tử Thiên Giao lại muốn giết hắn, đây đã là lần thứ hai. Nếu như không phải Tử Thiên gia tộc thân ở thần đạo cổ cương, Tiêu Phàm tạm thời vẫn chưa muốn cùng Hiên Viên gia tộc là địch, có lẽ thực biết dẫn người giết tới nơi này. Bất quá, Tiêu Phàm nhìn thấy Tử Thiên Y vẻ mặt không giảng hòa vô tội thần sắc, trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút, cười lạnh nói, Tử Thiên gia tộc không phải am hiểu thần soán chi thuật sao,
nghi ai đã giết ta, ngươi lại không biết. Tử Thiên Y nghe vậy, biết rõ Tiêu Phàm không phải cố ý châm chọc, mà là thật sự nổi giận. Chẳng lẽ Tử Thiên gia tộc trừ bỏ vừa rồi Tử Thiên giao đối Tiêu Phàm động thủ bên ngoài, còn có những người khác đối với hắn xuất thủ qua? Nếu thật là dạng này, Tiêu Phàm như thế cửu thị Tử Thiên gia tộc, đó cũng là bình thường. Tiêu phủ chủ, còn mời chỉ rõ. Tử Thiên Y cũng không muốn cùng Tiêu Phàm kết thù, dù sao Tiêu Phàm phía sau thế nhưng là nhất đại cổ cương, dạng này địa vị, không phải Tử Thiên gia tộc có thể so sánh. Tiêu Phàm nhìn thấy Tử Thiên Y thần sắc, cũng biết hắn không có nói láo, mà là lấy tay vung lên, hư không lập tức ngưng tụ ra một bóng người, trầm giọng nói, ngươi đừng nói cho ta biết, ngươi không biết người này. Tử Thiên La, Tử Thiên Y còn không có mở miệng, một bên Tử Thiên Giao đột nhiên kinh hô mà ra, tên phản đồ này, hắn lại còn không chết. Phản đồ, Tiêu Phàm sững sờ, nếu như không phải biết rõ Tử Thiên Giao không có chuyện trước chuẩn bị, hắn khẳng định cho rằng Tử Thiên Giao đang gạt hắn. Bất quá bây giờ, Tử Thiên Giao lời nói nhất định là thực, người này đúng là Tử Thiên gia tộc người, chỉ là phản bội Tử Thiên gia tộc mà thôi. Kể từ đó, vậy hắn không thể đem cái kia Tử Thiên La thù tính ở Tử Thiên gia tộc trên thân. Tiêu phủ chủ khi nào gặp qua Tử Thiên La, Tử Thiên Y đột nhiên thở sâu, trịnh trọng nói, việc này quan hệ trọng đại, còn mời Tiêu phủ chủ cáo chi, Tử Thiên gia tộc thiếu Tiêu phủ chủ một cái nhân tình. Tiêu Phàm biết rõ Tử Thiên Y cũng muốn hóa giải cùng mình ân oán, bằng không mà nói, dù cho cái kia Tử Thiên La trên người có được thiên đại bí mật, hắn cáo chi Tử Thiên Y một chút có quan hệ Tử Thiên La tin tức, cũng không đủ để Tử Thiên gia tộc nợ nhân tình. Nghĩ nghĩ, Tiêu Phàm vẫn là đem lúc trước Tử Thiên La trợ giúp Hoang gia đuổi giết hắn sự tình nói ra. Tạ Tiêu phủ chủ, việc này quan hệ trọng đại, tại hạ xin cáo từ trước, hồi đầu lại mời Tiêu phủ chủ tiến về trong nhà làm khách. Tử Thiên Y nghe được lời nói của Tiêu Phàm, không có chút rung động nào trên mặt rốt cục có một chút động tĩnh. Hắn hướng về phía Tiêu Phàm chắp tay một cái, ngay sau đó mang theo Tử Thiên Giao bọn họ rời đi. Tiêu Phàm cũng không có ngăn cản. Thẳng đến Tử Thiên Y thân ảnh của bọn hắn biến mất trong tầm mắt, hắn mới cho Thần Thiên Nghiêu truyền âm nói, cái này Tử Thiên Y tin tức, người biết được bao nhiêu. Tử Thiên Y, trước kia không thế nào rõ ràng, cũng là mấy năm gần đây mới ra ngoài, nghe nói hắn cùng với Hiên Viên Trảm Tiên luận bàn, hai người bất phân cao thấp. Thần Thiên Nghiêu suy nghĩ một chút nói. Tiêu Phàm trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, một cái hành động không tiện người, lại có thể cùng Hiên Viên Trảm Tiên bất phân thắng bại. Cái này cũng thật bất khả tư nghị. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn chỉ là truyền văn mà thôi. Lúc này, Thần Thiên Nghiêu tiếp tục nói, có người nói, Tử Thiên Y thực lực, hẳn là so Hiên Viên Trảm Tiên còn mạnh hơn. Hơn nữa, nghe nói hắn cực kỳ am hiểu thần soán một đạo, chính là Tử Thiên gia tộc vạn năm qua đệ nhất thiên tài, liền Tử Thiên gia tộc lịch đại gia tộc đều kém xa tít tắp. Nói đến đây, Thần Thiên Nghiêu ánh mắt bên trong cũng hiện lên một vòng vẻ kính nể. Hai chân của hắn lại là chuyện gì xảy ra? Tiêu Phàm lại hỏi. Hắn thân làm luyện dược sư, tự nhiên là liếc mắt một cái liền nhìn ra, Tử Thiên Y cũng không phải cố ý ngồi xe lăn, mà là hắn một đôi chân thật sự có vấn đề. Phải biết, Tử Thiên Y khí thế trên người thế nhưng là thánh đế cảnh cường giả, đường đường thánh đế cảnh, vậy mà không thể bước đi, đây là Tiêu Phàm lần thứ nhất nhìn thấy. Cái này ta cũng không rõ ràng. Thậm chí thần đạo cổ thành người đều không có người biết rõ, chỉ là có người suy đoán, hai chân của hắn bị tuyệt thế cường giả gây thương tích, cũng có khả năng cùng hắn tu luyện thần soán chi thuật có quan hệ. Thần Thiên Nghiêu nghĩ nghĩ giải thích nói. Tiêu Phàm âm thầm gật đầu, cũng không ở hỏi nhiều, bất quá cái này Tử Thiên Y cho hắn một loại cảm giác hết sức đặc biệt, nhưng hắn nhớ kỹ người này. Lấy lại tinh thần, Tiêu Phàm không nhìn mọi người chung quanh ánh mắt kinh ngạc, đi vào Thiên Kỳ Các. Xa xa trong một tòa lầu các, trước một cánh cửa sổ, đứng đấy một cái tử bào lão giả nhìn qua bình yên vô sự Tiêu Phàm, thật sâu thở dài, quả nhiên là mệnh cứng a, việc này mượn đao giết người không thể thành công, trừ bỏ Tử Thiên gia tộc, cũng chỉ có Hiên Viên gia tộc. Đúng rồi, có lẽ cái này Thiên Kỳ Các cũng có khả năng. Tử bào lão giả ánh mắt lóe lên, nói xong, thân ảnh của hắn lần nữa biến mất. Lại nói Tử Thiên Y mang theo Tử Thiên Giao rời đi. Tử Thiên Giao cung kính đẩy xe lăn, Tử Thiên Y chưa nói xong, nàng cũng không dám mở miệng. Hai người rất nhanh liền trở về gia tộc phủ đệ, vừa mới tiến phủ đệ đại môn không bao lâu, đột nhiên,
Tử Thiên Y dưới chân xe lăn kết ngụ, mặc cho Tử Thiên Giao ra sao dùng sức cũng không đẩy được mảy may. Ngươi là làm sao cùng Tiêu Phàm nổi lên va chạm? Tử Thiên Y đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tử Thiên Giao nói, lấy hắn đối Tử Thiên Giao hiểu rõ, nàng mặc dù mạnh mẽ một điểm, nhưng không có ác độc như vậy mới đúng, xuất thủ liền muốn mạng người. Tam ca, cái này thực không thể trách ta. Tử Thiên Giao cầu xin vẻ mặt, nói cái kia hỗn trướng, căn bản không phải không cẩn thận đụng vào ta, hắn còn cố ý sờ. Nói đến đây, Tử Thiên Giao hướng về lồng ngực của mình, bên dưới mà nói, nàng làm sao cũng nói không nên lời, để cho người ta khó có thể mở miệng. Trước đó trước mặt nhiều người như vậy, nàng nổi giận thì nổi giận, có thể lời này vẫn là chưa từng nói ra miệng. Ngươi xác định là hắn sờ. Khục, Tử Thiên Y cũng không biết làm sao mở miệng. Tử Thiên Giao vẻ mặt ngượng ngùng, bất quá cẩn thận hồi tưởng một chút, vẫn là như thực nói ra, ta không nhìn thấy, lúc ấy ta chính quay đầu nhìn thoáng qua thiên kỳ các bên trong, làm ta ngẩng đầu thời khắc, cái thứ nhất thấy chính là hắn. Tử Thiên Y không nói, con người thanh tịnh hết sức, trong lòng lại là nhanh chóng rơi vào trầm tư, hai cánh tay 10 ngón giao nhau, hai căn ngón cái đánh lấy vòng vòng. Thật lâu, Tử Thiên Y mới nói, việc này, sợ là có người cố ý bốc lên. Hôm nay nếu không phải ta vừa lúc ở nơi đó, có lẽ, không chỉ ngươi muốn chết, Tiêu Phàm cũng phải xui xẻo theo. Tử Thiên Giao nghe vậy, không khỏi dùng mình một cái, nàng trong nháy mắt minh bạch Tử Thiên Y lời nói, cả kinh nói, tam ca, ngươi là nói, có người muốn hại ta. Nàng lại không ngốc, trong nháy mắt hiểu được, trước đó là có người cố ý bốc lên nàng phẫn nộ, để cho nàng đối Tiêu Phàm xuất thủ. Nếu là bình thường, Tiêu Phàm có lẽ đã sớm dưới cơn nóng giận giết nàng, dù sao nàng phía trước cử động ở Tiêu Phàm xem ra chính là tàn nhẫn, giết nàng cũng không đủ. Đây hoàn toàn chính là mượn đao giết người a. Tử Thiên Y nghe vậy, khẽ gật đầu một cái. Tử Thiên Giao mặc dù thực lực không bằng gì, nhưng dù gì cũng là Tử Thiên gia tộc người, Tiêu Phàm nếu là ở thần đạo cổ thành giết nàng, Tử Thiên gia tộc lại làm sao có thể từ bỏ ý đồ đây. Đến lúc đó Tử Thiên gia tộc tức giận phía dưới, nhất định sẽ tìm Tiêu Phàm phiền phức, Tiêu Phàm có lẽ cũng khó thoát khỏi cái chết. Dừng một chút, Tử Thiên Y mới nói, hại ngươi chỉ là nhân tiện, đối phương muốn hại người, hẳn là Tiêu Phàm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tiêu Phàm tiến vào thiên kỳ các, liền bắt đầu đi dạo lên. Không thể không nói, U Minh địa ngục nội tình rất đủ, rất nhiều quý hiếm địa phương khác mua không được. Nơi này đều có, chỉ là giá cả không ít. Lão đại, người có hay không cảm thấy, một mực có đồ vật gì nhìn chằm chằm chúng ta? Thí thần đi theo Tiêu Phàm sau lưng, thỉnh thoảng đánh giá tứ phương, trầm ngâm thật lâu, hắn rốt cục nhìn không được cho Tiêu Phàm truyền âm nói. Tiêu Phàm nghi hoặc nhìn thí thần, vừa nhìn về phía một bên cửu U Ma Toan. Bản tôn cũng có loại cảm giác này, cửu U Ma Toan gầm nhẹ một tiếng. Trước đó Tiêu Phàm cho hắn hoang gia đại tổ linh hồn, để nó tạm thời thu hồi đối Tiêu Phàm ác ý. Tiêu Phàm cười nhìn bốn phía một cái, trong bóng tối cho hai người truyền âm nói, ta cũng mơ hồ có loại cảm giác này, bất quá lại bắt không phải rất rõ ràng, trước đó Tiêu Phàm còn không có chú ý, nhưng khi hắn tiến vào thiên kỳ các thời khắc, thể nội bạch sắc thạch đầu hơi hơi chấn động một cái. Qua nhiều năm như vậy, Tiêu Phàm đối đá màu trắng phản ứng cũng tính lý giải. Một dạng bạch sắc thạch đầu lấp lóe, lúc sáng lúc tối, trừ bỏ đại cơ duyên bên ngoài, vậy liền đại biểu cho nguy hiểm. Thiên kỳ các lại lớn như vậy, nếu là có cái gì đại cơ duyên, bạch sắc thạch đầu đã sớm cảm ứng được, mà sẽ không mơ hồ không biết, lấp lóe không ngừng. Trừ cái đó ra, vậy cũng chỉ có thể đại biểu nguy hiểm. Nhưng thiên kỳ các chính là phổ thông mua bán thương hội, lại có nguy hiểm gì đây? Trải qua thí thần một nhắc nhở như vậy, Tiêu Phàm lúc này mới tỉnh ngộ lại, bản thân sợ là bị người khác theo dõi. Dù sao, qua nhiều năm như vậy, hắn cũng đắc tội không ít, muốn hắn chết người, một đôi tay đều đếm không hết. Ta ngược lại muốn xem ai dám đối với chúng ta động thủ. Thí thần thấp giọng hừ lạnh, hắn đối nguy hiểm 10 điểm nhạy cảm. Tiêu Phàm vừa dứt lời, đột nhiên một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, lại là một cái bạch bào thanh niên từ nơi không xa đi tới. Sát khí nặng nề nhìn xem Tiêu Phàm. A, Hoàng Vô Cương. Tiêu Phàm liếc mắt nhận ra đối phương, hơi hơi ngoài ý muốn nói, xem ra ta với ngươi Hoàng gia thật đúng là có duyên a. Hừ, Hoàng Vô Cương lạnh rên một tiếng,
lạnh giọng nói, ngươi không muốn phách lối, nơi này cũng không phải là vô tận cổ cương, cũng không thánh tôn cảnh cường giả ở bên người ngươi, chớ có cản rỡ. Tiêu Phàm nhún nhún vai, không còn gì để nói, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, làm sao lại trở thành cản rỡ đây. Lười nhác cùng hắn lãng phí thời gian, quay người liền hướng bên cạnh quầy hàng đi đến. Hoàng Vô Cương mặt âm trầm, bản thân liền bị không để ý tới. Không thể không nói, Hoàng Vô Cương quá để ý mình, không nói Tiêu Phàm bây giờ là một cương chi chủ, coi như hắn là một người bình thường, cũng nhiều lần đánh bại hắn. Một cái thủ hạ bại tướng, há lại sẽ bị Tiêu Phàm để ở trong mắt đây. Lão đại, thí thần lạnh lùng nhìn Hoàng Vô Cương một cái, ngay sau đó theo sau. Không phải hắn, Tiêu Phàm truyền âm nói. Hoàng Vô Cương chẳng qua là thánh đế cảnh tiền kỳ, đối với hắn căn bản cấu không được bất cứ uy hiếp gì, càng thêm không có khả năng câu lên đá màu trắng phản ứng. Đi tới, Tiêu Phàm ở một cái quầy hàng trước mặt ngừng lại, đó là một khỏa hòn đá màu đen, toàn thân cháy đen, thật giống như bị lôi điện đánh trúng qua vô số lần. Vạn kiếp thạch, Tiêu Phàm còn không có mở miệng, bên cạnh cửu U Ma Toan, đột nhiên kém chút kinh hô mà ra. Nhìn lấy cái kia hòn đá màu đen ánh mắt có chút kiêng kỵ. Cái gì vạn kiếp thạch, Tiêu Phàm không hiểu, nghi hoặc nhìn cửu U Ma Toan. Hắn sở dĩ dừng lại ở tảng đá kia một bên, không phải là bởi vì hắn nhìn ra cái này hòn đá màu đen lai lịch, mà là trong cơ thể hắn bạch sắc thạch đầu rung động lợi hại. Nhưng hắn không nghĩ tới, cửu U Ma Toan vậy mà một ngụm nói ra tảng đá kia lai lịch. Không thể không nói. Cửu U Ma Toan dù sao cũng là sinh tồn vô số tuế nguyệt lão quái vật, trong thiên hạ hắn không biết đồ vật, có lẽ thật đúng là không nhiều. Cửu U Ma Toan tựa như không quá nguyện ý nói, có thể nhìn đến Tiêu Phàm cái kia lạnh như băng khuôn mặt lúc, chỉ cần nghiến răng nghiến lợi nói, vạn kiếp thạch, giống như tên gọi của nó, chính là bị lôi điện đánh trúng hơn vạn lần, cũng kịp thời thôn phệ thiên địa nguyên khí rèn luyện mà thành, thuộc về tự nhiên thai nghén, hắn ẩn chứa cực kỳ thuần chính năng lượng. Chuyên môn khắc chế âm tà đồ vật. Tiêu Phàm cùng thí thần hai người đã sớm sợ ngây người, bị lôi điện đánh trúng vạn lần, hơn nữa còn là tự nhiên thai nghén, đây là cỡ nào nhỏ bé xác suất. Không đợi hai người lấy lại tinh thần, cửu U Ma Toan lại nói, vật này mang ở trên người, vạn tà bất xâm, chính là cực kỳ cường đại linh hồn pháp bảo. Vẫn là linh hồn pháp bảo. Tiêu Phàm cùng thí thần hai người đã sớm sợ ngây người, nhìn nhau. Nhìn về phía cái kia hòn đá màu đen ánh mắt lấp lóe lấy nóng rực chi quang. Nếu như lĩnh ngộ lôi điện chi lực người, đem nó rèn luyện, cũng có thể làm được a? Tiêu Phàm đột nhiên trầm giọng hỏi. Nếu thật là dạng này, vậy cái này vạn kiếp thạch, cũng liền không tính làm sao chân quý. Người rèn luyện, cửu U Ma Toan khịt mũi coi thường, nếu như người rèn luyện như vậy một khối to bằng đầu nắm tay tiểu nhân vạn kiếp thạch, chí ít cũng tiêu phí giá gấp 10 lần. Hơn nữa còn chưa chắc có thể thành công. Tiêu Phàm nhìn thoáng qua vạn kiếp thạch giá cả, 1.000 vạn cực phẩm nguyên tinh, nếu như dựa theo cửu U Ma Toan nói tới gấp 10 đại giới, kia liền là một ức cực phẩm nguyên tinh mà thôi. Một ức cực phẩm nguyên tinh, đổi thành cực phẩm long tinh mà nói, vậy cũng phải 50 vạn cực phẩm long tinh, cái này đại giới xác thực rất lớn. Dù sao hắn là không thể nào tiêu phí 50 vạn cực phẩm long tinh, lại người vì rèn luyện một khối vạn kiếp thạch. Chủ yếu nhất là, tiêu phí 50 vạn cực phẩm long tinh, còn chưa chắc có thể thành công. 1.000 vạn cực phẩm nguyên tinh, chiếu ngươi nói như vậy, vậy cái này giá cả không cao lắm. Tiêu Phàm sờ lên cằm, hắn nghĩ đến, thứ này bản thân có cần thiết hay không mua lại. 5 vạn cực phẩm long tinh, giá cả nói cao không cao, nói thấp cũng không thấp. Đương nhiên, đối với đại bộ phận thánh đế cảnh tu sĩ mà nói, 1.000 vạn cực phẩm nguyên tinh giá cả. Vẫn là cực kỳ khủng bố, dù sao thánh đế cảnh dùng đồng dạng cũng là trung phẩm nguyên tinh. Mà cái này nếu là đổi thành trung phẩm nguyên tinh mà nói, thế nhưng là 1.000 ức, đủ để cho 9 thành 9 nhân vọng mà lui bước. Cho ta bao, Tiêu Phàm trầm tư chỉ chốc lát sau, vẫn là quyết định mua xuống cái này vạn kiếp thạch, thứ này thực sự quá khó cầu. Đây là 1.000 vạn cực phẩm nguyên tinh, đồ vật ta muốn. Tiêu Phàm thoại âm chưa rơi. Theo một đạo quen thuộc thanh âm vang lên, một mai càn khôn giới rơi vào trên quầy. Tiêu Phàm nhíu mày, lại là nhìn thấy Hoang Vô Cương ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới, vẻ mặt hờ hững nhìn xem Tiêu Phàm. Bộ dáng kia tựa như lại nói, coi như thực lực của ta không phải ngươi đối thủ,
nhưng ta tài lực, đủ để miểu sát ngươi. Vật này là lão đại nhìn thấy trước, Hoàng Vô Cương, ngươi muốn gây chuyện. Thí thần cười lạnh nhìn xem Hoàng Vô Cương, tiểu tử này thật đúng là tự tìm cái chết. Bọn họ nguyên bản không nghĩ làm sao ứng phó hắn, có thể Hoàng Vô Cương nhưng khắp nơi căm thù bọn họ, thật sự cho rằng đến thiên hoang, bản thân mấy người thật không dám giết hắn sao. Gây chuyện, Hoàng Vô Cương lắc đầu cười một tiếng, một bộ dáng cao cao tại thượng, nói, nơi này là thiên kỳ các, chẳng lẽ những thứ kia, các ngươi coi trọng đều là của các ngươi. Người trả giá cao được, mua không nổi liền không nên ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Ngươi, thí thần sầm mặt lại, cái này Hoàng Vô Cương thật đúng là một dạng thiếu ăn đòn. Không đợi thí thần nổi giận, Tiêu Phàm liền ngăn cản hắn, ngoạn vị nhìn xem Hoàng Vô Cương nói, ngươi liền xác định như vậy, đồ vật là của ngươi. Hoàng Vô Cương nhìn thấy Tiêu Phàm cùng thí thần rốt cục cũng có ăn quả đắng thời điểm, hưng phấn trong lòng không thôi. Các ngươi thực lực mạnh lại như thế nào? Nhưng các ngươi nguyên tinh có lão tử nhiều không? Lão tử nguyên tinh nhiều đều có thể đập chết các ngươi. Nơi này động tĩnh trong nháy mắt hấp dẫn không ít người vây quanh, đã trải qua trước đó tử thiên giao sự tình, Tiêu Phàm thân phận phần lớn người cũng là biết đến. Mà Hoàng Vô Cương thân làm nhân tộc năm đại thánh tử, ở nhân tộc thanh danh, so Tiêu Phàm còn mạnh hơn rất nhiều, tự nhiên liếc mắt liền nhận ra. Vô tận cổ cương chi chủ vậy mà cùng man hoang cổ cương thánh tử đối mặt, mọi người nhất thời cũng hứng thú. Tiêu Phàm thân làm vô tận cổ cương chi chủ, thực lực tuy mạnh, có thể so sánh nguyên tinh, vừa mới thiết lập vô tận cổ cương, chỗ nào có thể cùng man hoang cổ cương so đây. Nếu là bọn họ biết rõ, Tiêu Phàm trên người cực phẩm long tinh đều có không ít, có lẽ liền sẽ không như thế nghĩ. Dù cho Tiêu Phàm chỉ là vừa mới thành lập cổ cương chi chủ, thế nhưng không phải một cái nho nhỏ thánh tử có thể so. Không mua liền lấy ra ngươi tay bẩn, không nên đụng ta đồ vật. Nhìn thấy Tiêu Phàm đứng ở cái kia thật lâu không động, Hoàng Vô Cương lập tức quát lớn, một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng. Ngươi tự tìm cái chết, thí thần quát lạnh một tiếng, trên người chán phóng mạnh mẽ khí tức, bay thẳng Hoàng Vô Cương đi. Làm sao, ngươi còn muốn động thủ hay sao? Nơi này chính là thiên kỳ các, không phải địa phương của ngươi dương oai. Hoàng Vô Cương cười lạnh không thôi, tựa như ước gì thí thần động thủ một dạng. Tiêu Phàm thần sắc hờ hững, Hoàng ra người, hắn cũng liền đối Hoàng Vô Lân cảm giác coi như tốt một điểm, lúc trước Hoàng Vô Lân mặc dù phách lối, có thể đối mặt chủng tộc khác lúc, lại là dứt khoát đứng dậy. Gia hỏa này xác thực quần là áo lụa một điểm, thế nhưng xem như một cái có trách nhiệm người. Nhưng Hoàng Vô Cương đây, thân làm nhân tộc năm đại thánh tử một trong, luôn mồm lấy năm đại thánh tử tự cho mình là, nhưng lại chưa bao giờ gánh vác qua thân làm nhân tộc thánh tử trách nhiệm. Ngược lại thường xuyên ức hiếp mặt khác nhân tộc tu sĩ, dạng người này, ở trong mắt Tiêu Phàm, nhất định chính là phế vật không bằng. Đối Hoàng Vô Cương, Tiêu Phàm có loại hết sức chán ghét cảm xúc, tựa như động thủ với hắn, đều sẽ bẩn hai tay của mình. Về phần vạn kiếp thạch, tác dụng quả thật không tệ, nhưng 1000 vạn cực phẩm nguyên tinh, Tiêu Phàm đã cho rằng là cực hạn, lại tăng giá căn bản liền không đáng cái kia giá trị. Như thế huyên náo, chuyện gì xảy ra? Liền khi Tiêu Phàm quay người chuẩn bị rời đi thời khắc, đại sảnh chỗ sâu, một thanh âm bỗng vang lên, ngay sau đó, mấy đạo thân ảnh đi tới, đám người tự động nhường ra một con đường. Là thần đạo cổ cương tam đại công tử một trong Lạc Tài Thần. Nghe nói Lạc công tử đã đột phá thánh đế cảnh trung kỳ, hắn linh hồn chi lực càng là hết sức cường hoành, cho dù Hiên Viên Trảm Tiên cùng Tử Thiên Y cũng không thể cùng so sánh. Lạc Tài Thần cũng chuẩn bị tiến về thiên hoang, nơi đó mới là bọn họ sân khấu, thái cổ thần giới, cùng giai đã tươi có người có thể cùng hắn tranh phong. Đám người nhìn thấy người tới, ánh mắt trong nháy mắt rơi vào một người cầm đầu bạch bào thanh niên trên người, ánh mắt bên trong đều là vẻ sùng bái. Thưởng, 100 vạn nguyên tinh. Lúc này, một đạo anh tuấn thanh âm từ cái kia bạch bào thanh niên trong miệng phun ra. Đám người nghe vậy, trên mặt lộ ra kích động nụ cười, sau một khắc, vô số tinh quang lòe lòe tinh thể trong đại sảnh vương vãi xuống. Không phải liền là hạ phẩm nguyên tinh sao? Thí thần không hề bị lay động, bĩu môi nói. Nói thì nói như thế, không hơn 100 vạn hạ phẩm nguyên tinh, đối với những cái kia thánh đế cảnh tu sĩ mà nói, lại cũng là một khoản tài sản không nhỏ. Tiêu Phàm không nói, lại là cười híp mắt hướng về cái kia bạch bào thanh niên, âm thầm thầm thì. Một màn này,
biết bao quen thuộc. Lúc trước hắn ở cửu u địa ngục tiến vào thiên kỳ các một màn kia, cùng hiện tại một màn này, thực sự quá giống. Vô tình huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Hoàng vô cương nhìn thấy bạch bào nam tử, cũng cười nghênh đón, tựa như đã quên đi rồi Tiêu Phàm tồn tại. Bạch bào thanh niên không phải người khác, chính là Lạc Vô Thương. Đúng rồi, mà toàn, lúc trước bị ngươi mệt vào nguyên pháp thôn thiên trận bên trong Nguyệt Nhai, Điệp Vũ tiên tử cùng Quý Lương Xuyên đây. Nhìn thấy Lạc Vô Thương, Tiêu Phàm không kiềm hãm được nhớ tới lúc trước cửu u địa ngục ba đại thần văn thiên tài. Ba người này trận pháp tạo nghệ ở trước mặt hắn có lẽ không tính là gì, nhưng tại cửu u địa ngục, lại coi là thiên tài chân chính, cũng chỉ có cửu u ma toàn phân thân vân linh lão nhân có thể áp bọn họ một bậc. Ngươi thực giết bọn hắn. Nhìn thấy cửu u ma toan không nói, Tiêu Phàm khẽ cau mày nói. Không có, bản tôn chỉ là đoạt đi bọn họ lực lượng mà thôi, sau đó đem bọn họ ném vào cửu u địa ngục. Cửu u ma toan rất khó chịu Tiêu Phàm thái độ, bất quá vẫn là như thực nói ra. Cái kia có lẽ tương lai còn có cơ hội gặp mặt. Tiêu Phàm lộ ra như nghĩ tới cái gì. Vô Cương huynh, cách đó không xa, Lạc Vô Thương nhìn thấy Hoang Vô Cương, cũng là hơi hơi chắp tay. Làm sao, Vô Cương huynh là coi trọng loại nào đồ vật, cùng Lạc Mỗ nói một tiếng chính là. Vô Tình huynh khách khí. Hoàng Vô Cương hài lòng cười một tiếng, lồng ngực đều muốn đứng thẳng lên rất nhiều, trong mắt lóe lên một vòng vẻ ngạo nhiên. Các ngươi nhìn, liền thiên kỳ các thiếu chủ Lạc Vô Thương, cũng là khách khí như thế đối ta, đây chính là nhân tộc năm đại thánh tử thân phận kiêu ngạo. Ngay sau đó hắn dư quang quét Tiêu Phàm một cái. Nói, loại chuyện nhỏ nhặt này còn không cần phiền phức Vô Tình huynh, chẳng qua là một cái tên gia hỏa có mắt không tròng mà thôi. À, ta ngược lại muốn xem, là cái kia không có mắt. Đồ vật Lạc Vô Thương lạnh rên một tiếng, một bộ muốn cho Hoang Vô Cương làm cho hả giận bộ dáng. Chỉ là hắn lời còn chưa dứt, bỗng nhiên thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc, phía sau hai chữ tế nhược mũi kêu, toàn thân khẽ run lên, ngay sau đó bước nhanh hướng về Tiêu Phàm đi đến. Vô Tình huynh, chính là người này, chút chuyện nhỏ này, không cần đã làm phiền ngươi. Hoàng Vô Cương nhìn thấy Lạc Vô Thương đi nhanh hướng Tiêu Phàm, còn tưởng rằng muốn báo thù cho hắn đây. Hắn trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, trong lòng nghĩ thầm, Tiêu Phàm, lần này ngươi có thể phiền toái. Nhưng mà, vừa dứt lời, Lạc Vô Thương bỗng ngừng thân ảnh, quay đầu cau mày nhìn xem Hoàng Vô Cương nói, ngươi vừa rồi nói cái gì? Ngươi muốn tìm ai phiền phức? Chính là người này, Hoàng Vô Cương hậu chi hậu giác, đi đến Lạc Vô Thương bên người, ưỡn ngực, quan sát Tiêu Phàm nói, Vô Tình huynh có lẽ không biết hắn, người này thế nhưng là. Lan, không đợi hắn nói hết lời, Lạc Vô Thương bỗng quát lạnh nói. Hoàng Vô Cương trên mặt lộ ra thoải mái, nhìn chăm chú Tiêu Phàm nói, Tiêu Phàm, có nghe hay không, Vô Tình huynh nhường ngươi lăn, nơi này là thiên kỳ các, không chào đón ngươi. Ba, lời còn chưa dứt. Một tiếng vang giòn truyền ra, lại là Lạc Vô Thương bỗng một bàn tay hung hăng đánh vào Hoang Vô Cương trên mặt. Hoang Vô Cương rút lùi mấy bước mới đứng vững thân hình, một cái tay che mặt đỏ bừng gò má, vẻ mặt không giảng hòa tức giận nhìn xem Lạc Vô Thương. Ta nhường ngươi lăn, Lạc Vô Thương lạnh lùng trừng mắt Hoang Vô Cương, quát lớn. Vô Tình huynh, ta, Hoang Vô Cương vẻ mặt không thể tin, còn muốn hỏi thăm cái gì, hắn thầm nghĩ trong lòng, nhất định là Lạc Vô Thương sai người. Hắn đánh người hẳn là Tiêu Phàm mới đúng. Ta nhường ngươi lăn, không nghe thấy sao, Lạc Vô Thương quanh thân sát ý nở rộ, tựa như chỉ cần Hoang Vô Cương còn dám đứng tại chỗ, hắn liền muốn động thủ giết người. Hoang Vô Cương bưng bít lấy bị đánh đỏ nửa bên mặt, sững sờ chỉ chốc lát sau, liền lăn một vòng hướng thiên kỳ các bên ngoài đi đến. Trong lòng của hắn nghĩ không hiểu, vì sao vừa rồi đối với hắn khách khí như thế Lạc Vô Thương, đột nhiên động thủ với hắn. Hắn nhưng là nhân tộc năm đại thánh tử một trong A. Bất quá hắn cũng minh bạch, nơi này chính là thiên kỳ các, chính là nhân tộc lớn nhất thương hội, cho dù là hoang gia, cũng phải cho mấy phần mặt mũi. Huống hồ nơi này còn là thiên kỳ các tổng bộ, thần đạo cổ cương địa bàn, hắn Hoang Vô Cương cũng không dám ngang ngược càn rỡ. Ngươi chờ ta, Hoang Vô Cương trong lòng gầm thét, hắn âm thầm phát thệ, nhất định phải đem thiên kỳ các nhổ tận gốc. Hắn không làm gì được thần đạo cổ cương thiên kỳ các, nhưng thân làm hoang gia thiếu chủ, đối Lạc Vô Thương xuất thủ, còn có thể làm được. Đám người vô cùng ngạc nhiên,
thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, bọn họ thế nhưng là rất ít gặp Lạc Vô Thương nổi giận. Hôm nay vậy mà tại chỗ đánh Hoang Vô Cương một bàn tay không nói, còn trước mặt nhiều người như vậy đem hắn đuổi ra khỏi Thiên Kỳ Các, cái này khiến Hoang Vô Cương cùng Man Hoang Cổ Cương triệt để ném mặt mũi. Đây là muốn triệt để đắc tội Hoang gia sao? Lạc Vô Thương cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy, trong đầu của hắn, giờ phút này chỉ hồi tưởng đến gia gia hắn lưu cho hắn câu nói kia, về sau nhìn thấy Diêm La, nhất định phải coi hắn là làm tổ tông một dạng dâng cúng. Gia gia hắn là ai? Thiên Kỳ các chủ Lạc Nam Thiên, phóng nhãn nhân tộc 3000 vực, đó cũng là nhân vật hàng đầu. Liền Lạc Nam Thiên đều muốn đối đãi như vậy Tiêu Phàm, trừ phi hắn Lạc Vô Thương ăn gan hùm mật báo, bằng không là không thể nào cùng Tiêu Phàm đối nghịch. Lạc Vô Thương, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Hoang Vô Cương còn chưa đi ra Thiên Kỳ các, bên tai đột nhiên truyền đến một bóng người. Nghe nói như thế, Hoang Vô Cương toàn thân hơi rung, đây là Tiêu Phàm thanh âm. Hắn chậm rãi quay đầu, hướng phía sau nhìn tới, sau một khắc, đúng dịp thấy để Hoang Vô Cương hết sức kinh hãi sự tình. Chỉ thấy Lạc Vô Thương bước nhanh đi tới Tiêu Phàm trước mặt, thật sâu khom người xuống, bái nói, gặp qua Diêm. Tiêu đại nhân, bộ dáng kia, bao hàm vạn phần thành kính, căn bản không phải giữa đồng bối cái chủng loại kia giao lưu, mà là một cái vãn bối đối với hắn kính yêu trưởng bối hành lễ. Không chỉ Hoang Vô Cương trợn tròn mắt, đám người chung quanh cũng trợn tròn mắt. Ngay cả Thí Thần, Thần Thiên Nghiêu cùng Cửu U Ma Toan, hai người cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn họ nhưng không biết Tiêu Phàm còn nhận biết Lạc Vô Thương a. Cũng là cùng thế hệ tu sĩ, không cần đa lễ như vậy. Tiêu Phàm khoát khoát tay, hư đỡ dậy Lạc Vô Thương, cũng coi là cho Lạc Vô Thương mấy phần mặt mũi. Phải biết, lúc trước nếu như không phải xem ở Địa Ngục chi chủ phân thượng, Tiêu Phàm khả năng dưới cơn nóng giận giết Lạc Vô Thương cùng Lạc Nam Thiên. Tiêu đại nhân, không biết coi trọng loại nào đồ vật, tùy ý cầm lấy đi là được. Lạc Vô Thương mặt nở nụ cười nói. Nhìn thấy Tiêu Phàm tán thành bản thân, Lạc Vô Thương trong lòng cũng vẫn là kích động, hắn cũng là bây giờ mới biết, Tiêu Phàm nguyên lai chính là vô tận cổ cương chi chủ. Đáng tiếc hắn chưa tiến vào vạn tộc thí luyện cổ lộ, bằng không, hắn đã sớm nhận ra Tiêu Phàm. Nghe nói như thế, mới vừa đi tới cửa Hoang Vô Cương thể xác tinh thần run lên, kém chút ngã nhào trên đất. Trước đó Lạc Vô Thương cho hắn mặt mũi, thế nhưng không phải muốn không ràng buộc cho hắn, mà là cho hắn mấy phần ưu đãi mà thôi, có thể Tiêu Phàm đây, Lạc Vô Thương không cần suy nghĩ, liền phải đem giá trị ngàn vạn cực phẩm nguyên tinh đồ vật cho hắn. Hơn nữa bộ dáng kia, hắn tựa như sợ Tiêu Phàm cự tuyệt một dạng. Chênh lệch này cùng hắn so sánh cũng không phải lớn như vậy. Như thế, vậy ta cũng không khách khí. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, hắn biết rõ, Lạc Vô Thương cùng Lạc Nam Thiên khẳng định cũng bởi vì lần trước chuyện kia trong lòng bàng hoàng. Hiện tại nhìn thấy Tiêu Phàm, nếu như 1000 vạn cực phẩm nguyên tinh có thể hóa giải Tiêu Phàm cừu thị, đối với Lạc Vô Thương cùng Lạc Nam Thiên mà nói, đó là đáng giá. Còn không đem đồ vật cho Tiêu đại nhân bọc lại. Lạc Vô Thương hung hăng trừng mắt liếc một bên ngẩn người Quý Viên, ngươi nha, tiểu gia thật vất vả đưa ra ngoài đồ vật, ngươi đừng làm cho đập. Là, công tử, cái kia Quý Viên dọa đến thân thể khẽ run rẩy, vội vàng lấy ra vạn kiếp thạch, dùng một cái hộp ngọc bao trùm, cung kính thay đến Lạc Vô Thương trong tay. Tiêu đại nhân, nếu là còn có mặt khác thấy vừa mắt đồ vật. Lạc Vô Thương đem vạn kiếp thạch thay cho Tiêu Phàm, vui vẻ ra mặt nói. Không cần. Tảng đá kia đủ, Tiêu Phàm khoát khoát tay, cũng không khách khí liền đem vạn kiếp thạch thu nhập trong càn khôn giới. Thứ này, vạn tà bất xâm, nói là 1000 vạn cực phẩm nguyên tinh, thật là muốn đi mua, cũng không phải tùy ý liền có thể mua được. Lạc Vô Thương cười gật gật đầu, lại nói Tiêu đại nhân. Gọi ta Tiêu Phàm là được, Tiêu Phàm khoát tay một cái nói, Tiêu đại nhân ba chữ này, nghe luôn cảm thấy có chút biến xoay, còn không bằng Tiêu phủ chủ đây. Tại hạ cả gan, kêu một tiếng Tiêu huynh, Lạc Vô Thương chắp tay một cái, nói Tiêu huynh nghĩ đến cũng là tới tham gia thăng thiên lễ mừng a, mấy ngày nữa có cái võ đạo tiệc trà, không biết Tiêu Phàm sẽ hay không đi. Ta mới vừa tới này, mới nghe nói việc này, Tiêu Phàm cũng không đề cập tới bản thân không có thiệp mời sự tình. Bản thân dù sao cũng là một cương chi chủ, cái này nếu là không có thiệp mời, đó cũng là chuyện mất mặt. Tất nhiên Lạc Vô Thương hỏi như vậy.
có lẽ hắn hẳn là cho mời thiếp, đến lúc đó nhường hắn mang theo đi vào nghe một chút cũng không nhất định. Tiêu huynh, nơi này quá huyên náo, có thể tìm một chỗ an tĩnh nói chuyện. Lạc Vô Thương nhìn bốn phía một cái, nói. Tiêu Phàm gật đầu, ở Lạc Vô Thương hướng dẫn dưới đi tới Thiên Kỳ Các lầu ba một gian nhã tọa. Lạc Vô Thương từ trong ngực lấy ra hai tấm thiếp mời, đưa cho Tiêu Phàm nói, Tiêu huynh, cái này võ đạo tiệc trà kỳ thật không chỉ thiên hoang người đơn giản giao lưu thăng thiên đại điển quy tắc. À, Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn, chẳng lẽ còn có mặt khác thuyết pháp? Lạc Vô Thương cũng không thừa nước đục thả câu, suy nghĩ một chút nói, tìm hiểu một chút thăng thiên đại điển quy tắc chỉ là thuận tiện, thiên hoang người chưa hẳn đồng ý nói, bất quá, bọn họ mang một chút thiên hoang đặc sản. Nói đến đây, Lạc Vô Thương ho nhẹ một tiếng, người cũng biết, những cái này đặc sản khả năng chính là như thế, căn bản không có giá trị gì, nhưng là bọn họ dù sao cũng là thiên hoang sứ giả, chúng ta làm sao cũng phải cho bọn hắn nâng cái trận. Bọn họ kiếm lời nguyên tinh, chúng ta kiếm lời tin tức, cũng coi là vẹn toàn đôi bên, đương nhiên, những cái kia đặc sản bên trong, cũng là có khả năng có chân chính quý hiếm. Nghe đến đây, Tiêu Phàm xem như minh bạch, tình cảm cái này võ đạo tiệc trà, chính là thiên hoang người giành lợi ích một cái lấy cớ mà thôi. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, lần này tới Thái Cổ Thần Giới cũng là thiên hoang thần các người, trong tay bọn họ nắm trong tay tài nguyên, khả năng kém xa tít tắp thiên hoang thế lực khác cùng gia tộc tử đệ. Thế nhưng là, bọn họ lại không dám đến Thái Cổ Thần Giới ăn cướp trắng trợn, kể từ đó, chỉ có thể dùng hết tâm tư, nghĩ biện pháp khác. Dùng một chút đồ thông thường đem đổi lấy nguyên tinh chính là phổ biến nhất cách dùng, khả năng giá trị 100 cái phẩm nguyên tinh, bọn họ muốn bước mua ra 100 trung phẩm nguyên tinh, giá trị trực tiếp lật gấp trăm lần. Nhưng dù cho như thế, Thái Cổ Thần Giới tu sĩ vẫn như cũ nhiệt tình tính tiền. Đương nhiên, cũng có một chút nhìn sót đồ vật, cái này liền nhìn vận khí cùng nhãn lực. Ngươi tới tìm ta, chính là vì nói với ta cái này. Tiêu Phàm trầm ngâm chốc lát, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lạc Vô Thương, híp hai mắt nói. Lạc Vô Thương nghe vậy, ngốc cười vài tiếng, nói quả nhiên không thể gạt được Tiêu huynh, tại hạ chỉ là có một chuyện muốn tìm ngươi hỗ trợ. Tìm ta hỗ trợ, Tiêu Phàm ngoạn vị nhìn xem Lạc Vô Thương, vẻ không tin lộ rõ trên mặt. Lạc Vô Thương là ai? Hắn mặc dù phế vật một điểm, nhưng dù gì cũng là Thiên Kỳ các chủ Lạc Nam Thiên tôn tử. Mặt khác, Lạc Nam Thiên ở U Minh địa ngục thân phận khẳng định cũng sẽ không quá thấp. Lại làm sao, Lạc Vô Thương cũng không cầu được trên người hắn mới đúng. Lúc này, cười to một tiếng đột nhiên từ ngoài cửa truyền đến, nghe nói Tiêu công tử đường xa mà đến, không có từ xa tiếp đón. Nghe được thanh âm này, Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm một tiếng, quả nhiên nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến, trong lòng mình còn đang lẩm bẩm hắn đây. Két cửa phòng mở ra. Một đạo thân ảnh quen thuộc đứng ở cửa, trừ bỏ Lạc Nam Thiên còn có thể là ai đây? Ra ra, Lạc Vô Thương nhìn thấy Lạc Nam Thiên, vội vàng cung kính nói, Hải Nhi chính cùng Tiêu huynh nói chuyện này đây. Lời còn chưa dứt, Lạc Nam Thiên trực tiếp một cái tát mạnh đập vào Lạc Vô Thương cái ót, tức giận nói, không biết lớn nhỏ, Tiêu huynh là ngươi gọi sao? Lão hủ cả gan, cùng Tiêu công tử cùng thế hệ, ngươi phải gọi Tiêu ra ra. Tiêu ra ra. Tiêu Phàm uống đến mép một miệng trà, thiếu chút nữa thì nhìn không được phun tới. Bên cạnh thí thần cũng là vẻ mặt đờ đẫn nhìn xem Tiêu Phàm cùng Lạc Vô Thương, biểu lộ đặc sắc vạn phần. Mà Lạc Vô Thương lại cũng không dám phản bác Lạc Nam Thiên lời nói, liền vội vàng gật đầu xưng phải, vừa nhìn về phía Tiêu Phàm nói, Tiêu ra ra, vậy vừa rồi ta nói. Dừng lại, Tiêu Phàm không nhường hắn nói tiếp, nhìn về phía Lạc Vô Thương nói, ngươi gọi tên ta là được. Tiêu phủ chủ cũng được, còn có, người mới vừa rồi còn không nói gì sự tình, hơn nữa ta cũng cảm thấy, lấy Lạc các chủ thân phận và địa vị, người cũng không tất yếu tìm ta hỗ trợ. Lạc Vô Thương vẻ mặt lúng túng, hắn biết rõ, Tiêu Phàm đây là uyển chuyển cự tuyệt, chỉ có thể khẩn thiết nhìn xem Lạc Nam Thiên. Tiêu công tử, chuyện là như thế này, Lạc Nam Thiên nghĩ nghĩ, vẫn là nói, các người đây không phải đều chuẩn bị tiến về thiên hoang sao. Tại chính thức tiến vào thiên hoang trước đó, có một trận sinh tử khảo nghiệm, lão phu cái này tôn nhi không nên thân, muốn cho Tiêu công tử giúp một chút, nếu là có thể. Bảo hắn tiến vào thiên hoang, Tiêu Phàm đem Lạc Nam Thiên phía sau mà nói ra, nhìn thấy Lạc Nam Thiên gật gật đầu, hắn lại nói, các ngươi đều còn không có nói là cái gì sinh tử khảo nghiệm,
ta lại như thế nào bảo hắn tiến vào thiên hoang? Dừng một chút, Tiêu Phàm lại nói, còn có, U Minh địa ngục dày đặc vô số địa ngục, cùng Bích Lạc Hoàng Tuyền cùng nhân thế gian cùng là ba đại tổ chức sát thủ, ta nghe nói nhân thế gian đều sớm đã rót vào thiên hoang, U Minh địa ngục không có. Không phải liền là đưa một người đi vào sao, tất yếu phiền toái như vậy. Lạc Nam Thiên đắng chát cười một tiếng, nói Tiêu công tử quá đề cao U Minh địa ngục, cùng nhân thế gian so sánh, U Minh địa ngục cùng Bích Lạc Hoàng Tuyền chỉ là tiểu đà tiểu nháo mà thôi, chỗ nào có thể tham dự thiên hoang sự tình. Nói lời này thời khắc, Tiêu Phàm nhìn chòng chọc vào Lạc Nam Thiên, muốn nhìn được hắn có hay không nói dối. Đáng tiếc, nhất định để Tiêu Phàm thất vọng rồi. Lạc Nam Thiên có thể trở thành thiên kỳ các chủ, lại làm sao có thể bị người dễ dàng như thế nhìn thấu đây? Lão Hồ Ly, Tiêu Phàm trong lòng thầm mắng một tiếng. Đương nhiên, Tiêu công tử bảo hộ ta đây bất thành khí tôn nhi, lão phu cũng sẽ không có một điểm biểu thị. Lạc Nam Thiên lại nói, ngay sau đó đưa ra một mai càn khôn giới, bày ở Tiêu Phàm trước người. Tiêu Phàm lông mày hơi nhíu, linh hồn chi lực rót vào trong càn khôn giới, tâm thần khẽ run. Lão đại, tốt nhiều cực phẩm nguyên tinh, chí ít cũng có hơn ức. Thí thần thanh âm kinh ngạc ở Tiêu Phàm bên tai vang lên. Năm ức, Tiêu Phàm hồi đáp. Đáp ứng hắn, không phải liền là bảo hắn tiến vào thiên hoang sao, lấy hai người chúng ta, hơn nữa cửu u ma toan thực lực, nếu như liền một cái thánh đế cảnh đều không gánh nổi, vậy cũng không cần thiết đi thiên hoang. Thí thần vẻ mặt tự tin nói ra. Tiêu Phàm không có trả lời, lại là rơi vào trong trầm tư. Chỉ chốc lát sau, lúc này mới duỗi ra một cái bàn tay. Lão đại, người lợi hại, thí thần trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng Tiêu Phàm muốn cự tuyệt đây, không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà trực tiếp tăng giá. Tiêu Phàm lại là một bộ đương nhiên biểu lộ, năm ức cực phẩm nguyên tinh, xác thực không ít, dù cho thánh tôn cảnh đỉnh phong cũng không khả năng hoàn toàn xem nhẹ. Nhưng hắn cũng biết. Lạc Nam Thiên vậy mà cho hắn năm ức cực phẩm nguyên tinh phí bảo hộ Lạc Nam Thiên sự tình, sợ cũng không phải đơn giản như vậy. U Minh địa ngục địch nhân không ít, Lạc Nam Thiên vẫn là đứng ở ngoài sáng, hắn địch nhân đoán chừng càng nhiều, khẳng định cũng càng thêm nguy hiểm. Tiêu Phàm tăng giá, cũng là nghĩ lấy về sau có lẽ sẽ còn dùng đến thiên kỳ các, bằng không hắn trực tiếp cự tuyệt. Vậy liền phiền phức Tiêu công tử, Lạc Nam Thiên trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười. Hắn không sợ Tiêu Phàm không tăng giá, liền sợ Tiêu Phàm cự tuyệt. Một bên nói, một bên lại lấy ra một cái càn khôn giới. Không cần cảm ơn ta, Tiêu mỗ cũng có lấy, vậy gặp lại sau. Tiêu Phàm thu hồi hai cái càn khôn giới cùng thiếp mời, liền mang theo thí thần cùng cửu U Ma Toan rời đi. Chỉ chốc lát sau, Lạc Vô Thương nụ cười trên mặt bỗng ngưng kết, vẻ mặt phẫn hận nói, đáng giận, năm ức cực phẩm nguyên tinh, hắn đây quả thực là dọa dẫm. Năm ức cực phẩm nguyên tinh a, liền vì bảo hắn một mạng, cái này khiến Lạc Vô Thương làm sao cam tâm. Im ngay, Lạc Nam Thiên khẽ quát một tiếng, nói, hắn cùng với ngươi vô thân vô cố, dựa vào cái gì bảo hộ ngươi? Cho hắn nguyên tinh không phải rất bình thường sao? Vậy cũng không cần năm ức, Lạc Vô Thương vẫn như cũ tràn ngập không cam lòng, đây chính là cực phẩm nguyên tinh a, không phải là cái gì nguyên thạch. Chẳng lẽ ngươi cho rằng hắn là đồ đần sao? Lạc Nam Thiên lạnh lùng trừng Lạc Vô Thương một cái, ta thiên kỳ các bối cảnh hắn cũng không phải không biết, liền U Minh địa ngục đều không gánh nổi ngươi, là cá nhân cũng có thể nghĩ ra được ngươi địch nhân không đơn giản, hắn chỉ cần năm ức cực phẩm nguyên tinh, theo ta thấy, vẫn là xem ở U Minh địa ngục phân thượng. Lạc Vô Thương nắm đấm nắm chặt, hắn mặc dù danh xưng Lạc Tài Thần, có thể bình thường giải ra cũng chỉ là một chút hạ phẩm nguyên tinh mà thôi, không quan hệ phong nhã. Nếu như thượng phẩm nguyên tinh, thậm chí trung phẩm nguyên tinh, vậy cũng khẳng định không nỡ, lại càng không cần phải nói cực phẩm nguyên tinh. Tốt rồi, chỉ còn lại có nửa tháng không tới thời gian, ngươi tất nhiên chuẩn bị tiến về thiên hoang, vậy liền làm tốt tất cả chuẩn bị. Lạc Nam Thiên để lại một câu nói, liền biến mất ở trong phòng. Lại nói Tiêu Phàm mang theo thí thần cùng cửu U Ma Toan rời đi thiên kỳ các, thí thần rốt cục nhịn không được, cho Tiêu Phàm giơ ngón tay cái lên. Lão đại, ngươi lợi hại, liền năm ức cực phẩm nguyên tinh tới tay, nhất định chính là dọa dẫm. Ta liền là dọa dẫm. Tiêu Phàm cũng mãn ý cười một tiếng, cái này năm ức cực phẩm nguyên tinh đến cũng không cần quá đơn giản, ngay sau đó hắn sầm mặt lại, nói, bất quá, sợ là phiền phức cũng không thiếu được.
Lão đại, người sao không hỏi một chút Lạc Nam Thiên bọn họ, cái kia sinh tử khảo nghiệm, cùng địch nhân của bọn hắn là ai đây? Thí thần hỏi. Đúng a, Tiêu Phàm vỗ trán một cái, bản thân làm sao cứ thế mà đi đây? Không phải liền là năm ức cực phẩm nguyên tinh sao? Ta lúc nào cũng mê tiền như vậy. Ho nhẹ một tiếng, Tiêu Phàm vội vàng nói, nếu như cái gì cũng biết, đây không phải là quá không thú vị sao? Thí thần nghe vậy, tức giận trợn trắng mắt. Lúc này, nơi xa xó xỉnh bên trong một đạo ánh mắt ác độc, nhìn qua Tiêu Phàm bọn họ bóng lưng rời đi, lạnh giọng nói, Tiêu Phàm, ta Hoang Vô Cương sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Hoang Vô Cương bưng bít lấy cái kia còn có chút đỏ thắm bàn tay, ánh mắt ác độc hướng về Tiêu Phàm bọn họ rời đi. Ngươi có muốn hay không báo thù? Liền khi hắn chuẩn bị rời đi thời khắc, một đạo thanh âm khàn khàn đột nhiên quanh quẩn ở hắn bên tai. Ai? Hoang Vô Cương sắc mặt biến hóa, ngắm nhìn bốn phía, lại là không thấy được bất luận cái gì thân ảnh. Ngươi không cần biết rõ ta là ai, chỉ cần biết rõ ta có thể giết Tiêu Phàm, báo thù cho huynh là được rồi. Thanh âm kia tiếp tục vang lên, thanh âm khàn khàn cực kỳ hờ hững. Hoang Vô Cương nheo mắt, nghĩ đến trước đó ở trong Thiên Kỳ Các phát sinh sự tình, hắn phẫn nộ trong lòng cùng sát ý liền phun ra, nhỏ giọng trầm ngâm nói, ngươi thật có thể giết Tiêu Phàm. Có thể, đối phương trả lời, nói, bất quá, việc này ngươi không thể nói cho bất luận kẻ nào, bao quát phụ thân của ngươi. Ta đáp ứng ngươi, Hoang Vô Cương chỗ nào còn sẽ suy nghĩ nhiều như vậy, hắn hiện tại chỉ muốn làm sao diệt Tiêu Phàm, báo thù cho chính mình. Nếu như thuận tiện có thể diệt Lạc Vô Thương, vậy liền không còn gì tốt hơn. Sau 7 ngày có một trận võ đạo tiệc trà, ngươi chỉ cần dựa theo ta yêu cầu đi làm, ta cam đoan. Tiêu Phàm hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong âm thanh khàn khàn lộ ra nồng nặc sát ý cùng mãnh liệt khẳng định. Nghe được đối phương, Hoang Vô Cương thỉnh thoảng gật đầu. Cuối cùng không biết đối phương cùng Hoang Vô Cương nói cái gì, Hoang Vô Cương rời đi thời điểm, trên mặt mang nồng nặc nụ cười, có chút dữ tợn cùng khủng bố. Giờ phút này, cách đó không xa một gian tử lâu bên trong, ngồi một đạo áo bào tím thân ảnh, trừ bỏ Tử Thiên La còn có thể là ai đây? Tử Thiên La nhìn chăm chú Hoang Vô Cương bóng lưng rời đi, âm thầm trầm ngâm nói, Hoang Thiên Quân, lão hủ vì hoàn thành ngươi Hoang gia nhân tình, thế nhưng là tận hết sức lực a. Tử Thiên gia tộc cùng Thiên Kỳ Các không đánh chết Tiêu Phàm, vậy cũng chỉ có mượn Hiên Viên gia tộc, thậm chí Thiên Hoang người tới tay, nếu như Tiêu Phàm này cũng bất tử, vậy ngươi liền đợi đến xui xẻo. Dứt lời, Tử Thiên La gầy đét trên mặt cũng lộ ra một tia tà mị nụ cười. Hắn hiển nhiên quên đi, Hoang Thiên Quân cũng không có nhường hắn lợi dụng con của mình, có thể Tử Thiên La lại là chuẩn bị mượn Hoang Vô Cương tay tới đối phó Tiêu Phàm. Tiêu Phàm trở lại chỗ ở, liền tiến vào trạng thái tu luyện, an tâm chờ đợi sau 7 ngày võ đạo tiệc trà đến. Nhưng mà ngày thứ 2, Tiêu Phàm chỗ ở vậy mà đến một vị khách không mời mà đến, Tiêu Phàm đành phải từ trong nhập định tỉnh lại. Tà Vũ, ngươi làm sao tìm được ta? Trong sân, Tiêu Phàm cho Tà Vũ đến một chén rượu. Cười nhìn lấy Tả Vũ nói. Giờ phút này, Tiêu Phàm trong lòng tràn ngập vô số nghi hoặc, chỉ là hắn không biết làm sao mở miệng. Ngươi vừa tới thần đạo cổ cương, liền náo ra động tĩnh lớn như vậy, muốn tìm cũng không đến phiên ngươi cũng khó khăn. Tả Vũ đem một chén rượu một ngụm uống, trêu ghẹo nói. Tiêu Phàm sờ lỗ mũi một cái, bản thân chỉ bất quá hôm qua đi một chuyến Thiên Kỳ Các mà thôi, có vẻ như cũng không nháo động tĩnh rất lớn a. Ngươi tìm đến ta, sẽ không lại là muốn theo lần trước một dạng a. Tiêu Phàm nói tránh đi. Yên tâm, sẽ không. Tà Vũ lắc đầu, cười nói, lần trước tiến vào vạn tộc thí luyện cổ lộ, nửa đường phát xảy ra không ít chuyện tình. Lúc trước ngươi mời ta tiến về vạn tộc thí luyện cổ lộ, nhưng cuối cùng, đến vạn tộc đổ vực chi chiến kết thúc, cũng chưa từng gặp lại ngươi. Tiêu Phàm uống một ngụm rượu. Hắn mặc dù tốt tựa như chỉ là đang trần thuật một chuyện thật, nhưng cũng có để Tà Vũ ý giải thích. Cái này nghi ngờ, hắn một mực giấu ở trong lòng, hôm nay nhìn thấy Tà Vũ, cũng nhìn không được nữa hỏi lên. Đối với thái cổ thần giới tu sĩ mà nói, tiến vào vạn tộc thí luyện cổ lộ cũng tốt, tham gia vạn tộc đổ vực chi chiến cũng được, không cũng là vì cuối cùng tiến vào phi tiên thánh cảnh sao. Nhưng Tiêu Phàm từ vừa mới bắt đầu đến phi tiên thánh cảnh kết thúc, cũng chưa từng thấy qua Tà Vũ. Tà Vũ bản thân rót cho mình một chén rượu, nói, kỳ thật, ta từng tiến vào phi tiên thánh cảnh,
cũng nhìn thấy qua ngươi. À, Tiêu Phàm nhìn qua không quan tâm hơn thua, nhưng nội tâm lại là kinh ngạc hết sức, kém chút kinh hãi ngồi lên. Trong đầu hắn hồi tưởng lại bản thân tiến vào phi tiên thánh cảnh bên trong sự tình, hắn 10 điểm khẳng định, bản thân chưa bao giờ thấy qua Tà Vũ, trừ phi Tà Vũ cố ý ẩn tàng khí tức. Không, dù cho Tà Vũ cố ý ẩn tàng tin tức, lúc trước cái kia phi tiên thánh cảnh trận pháp thế nhưng là thu nhỏ đến vài dặm phạm vi, hắn tự tin không có khả năng không cảm ứng được Tà Vũ tồn tại. Hiện tại có một số việc, còn không thể nói cho ngươi. Tà Vũ không có ý giải thích, trực tiếp nói, một lần này tới đây, là muốn tìm ngươi giúp một chút, cái gì sự tình. Tiêu Phàm cũng là không khách khí, Tà Vũ đã từng đã giúp hắn bận bịu. Hơn nữa vô tận thần phủ thành lập thời điểm, Tà Thần cũng điều động kiếm Tà Vương tiến về vô tận thần sơn đưa qua hạ lễ, Tiêu Phàm không có lý do cự tuyệt. Ta nghĩ đi giết vài đầu quái thú, cần ngươi giúp đỡ chút. Tà Vũ cười cười, Phong Khinh Vân đạm nói. Tiêu Phàm biết rõ, lấy Tà Vũ ngạo khí, nếu như chém giết bình thường quái thú, nhất định là sẽ không tìm hắn giúp một tay. Tất nhiên Tà Vũ mở miệng, nghĩ đến quái thú kia thật không đơn giản, chí ít vượt ra khỏi Tà Vũ thực lực phạm vi, trong lúc nhất thời, Tiêu Phàm cũng có chút do dự. Trầm ngâm chốc lát, Tiêu Phàm mới hỏi, là ở Thiên Hoang, vẫn là. Cũng coi là Thiên Hoang a. Tà Vũ cười rót cho mình chén rượu, nói, một lần này chúng ta tiến về Thiên Hoang phía trước, sẽ đi một chuyến thần ma táng thổ. Thần ma táng thổ, Tiêu Phàm sững sờ, cái tên này, lúc trước hắn thế nhưng là nghe Bạch Ma cùng Quân Nhược Hoan nói qua thật nhiều lần, không nghĩ tới nhanh như vậy liền muốn đi đến. Chủ yếu nhất là, Tà Vũ lại là làm thế nào biết bọn họ muốn đi trước thần ma táng thổ đây? Không phải nói, muốn tham gia võ đạo tiệc trà mới biết được sao? Tiêu Phàm lúc này mới phát hiện, bản thân tựa như chưa bao giờ nhìn thấu qua Tà Vũ, còn có sư tôn của hắn Tà Thần, vậy càng là một cái siêu cấp thần bí tồn tại. Đó cũng không phải bí mật gì, kỳ thật thật nhiều người đều biết, muốn đi vào Thiên Hoang, trừ bỏ đột phá thánh đế cảnh bên ngoài, còn phải chém giết mấy đầu thánh đế cảnh dị ma, lấy được mạng của bọn hắn ma thạch, mới được Thiên Hoang thần các lệnh bài thân phận. Tà Vũ cười cười nói, tựa như đang nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể một dạng. Tiêu Phàm lại là không bình tĩnh, tiến vào Thiên Hoang, còn phải bản thân đi chém giết dị ma đổi lấy lệnh bài thân phận sao? Nếu như thất bại thì sao? Phải chăng có thời gian hạn chế? Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói, hắn còn chưa từng nghe nói có người đi Thiên Hoang còn có thể trở về. Nếu có người trở về, khẳng định có người biết thần ma táng thổ sự tình. Trừ bỏ tử vong, không có thất bại nói chuyện, một khi tiến vào thần ma táng thổ, chỉ có hai loại khả năng, một là chém giết đầy đủ thánh đế cảnh dị ma tiến vào Thiên Hoang, hai là vô hạn chiến đấu tiếp, cho đến chết. Tà Vũ lắc đầu nói. Dừng một chút, Tà Vũ vừa cười nói, người có phải hay không cảm thấy rất tàn khốc, kỳ thật, nơi đó xem như tương đối công bình, chém giết dị ma, mới có thể đổi lấy tương ứng tài nguyên, bất luận kẻ nào đều không ngoại lệ, cho nên, Thiên Hoang người. Trên cơ bản cũng là chiến sĩ. Nghe ngươi nói như vậy, ta ngược lại có chút mong đợi. Tiêu Phàm khẽ mỉm cười nói. Tà Vũ nghe vậy, đột nhiên đứng dậy, dẫn theo bầu rượu liền hướng tiểu viện đi ra ngoài nói, đến lúc đó ta tìm ngươi, cảm ơn ngươi rượu. Ta còn không có đáp ứng chứ. Tiêu Phàm vừa định nói ra câu nói này, Tà Vũ đã không thấy thân ảnh, đến một chuyến, còn tiện tay lấy đi hắn một bình rượu ngon. Tiêu Phàm âm thầm lắc đầu cười khổ, Tà Vũ hay là cái kia cái Tà Vũ, chưa bao giờ dây dưa dài dòng, rất có cá tính. Hai người trò chuyện thời gian mặc dù hơi ngắn, nhưng Tiêu Phàm lại nghe ra rất nhiều tin tức. Xem ra Tà Vũ đối Thiên Hoang mọi thứ đều có hiểu biết, có lẽ, hắn sư tôn Tà Thần đã từng đi qua Thiên Hoang cũng không nhất định. Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm. Tà Thần độc chiếm Tà Thần cổ vực, đã từng vạn la đế vực hướng ra để cho đơn độc tồn tại. Liền có thể nhìn ra một hai. Dù cho hiện tại, vạn la đế vực đã từng địa hạt trên danh nghĩa tất cả đều quy thuận vô tận cổ cương, có thể Tà Thần cổ cương lại độc lập bề ngoài, dù cho hoang gia đều không dám tùy tiện làm chủ. Tiêu Phàm lúc này mới phát hiện, bản thân vẫn luôn xem thường Tà Thần. Thần ma táng thổ, ngược lại có chút mong đợi. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, một ngụm buồn bực nhắm rượu trong ly. 7 ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Một ngày này, trời tờ mờ sáng, Lạc Vô Thương liền đến Tiêu Phàm ở ngoài viện. Tiêu,
Tiêu đại nhân, võ đạo tiệc trà sắp bắt đầu, chúng ta liền hơi quá đi. Lạc Vô Thương trước tiên mở miệng nói, bất quá cô kia Tiêu gia gia lại là làm sao cũng không gọi được. Lão đại, tiểu tử này thật là biết nhẫn nại, người hố bọn họ năm ức cực phẩm nguyên tinh, hắn lại còn nhịn được lửa giận. Thí thần trong bóng tối cho Tiêu Phàm truyền âm nói. Cái gì gọi hố, đó là ngươi tình ta nguyện. Tiêu Phàm tức giận trừng thí thần, ngay sau đó ra khỏi phòng, cười nhạt một cái nói, phiền toái. Mặc dù nói như vậy, nhưng trong giọng nói của hắn cũng không có quá nhiều khách khí. Lạc Vô Thương muốn cầu cạnh hắn, tự nhiên khách khí như thế, bao quát ra ra hắn Lạc Nam Thiên cũng là như thế, nếu như không phải nhiếp với địa ngục chi chủ Dâm Uy, bọn họ đoán chừng đã sớm diệt mình. Lúc trước Tiêu Phàm ở Cửu U địa ngục kinh lịch, liền là ví dụ rất tốt. Lạc Vô Thương ngồi ở một cỗ xa hoa loan xa phía trên, đợi Tiêu Phàm bọn họ sau khi lên xe, loan xa bỗng đằng vân mà lên, bay thẳng trời cao thiên cung lao đi. Võ đạo tiệc trà ở thiên cung Hiên Viên ra cử hành, chắc hẳn Tiêu đại nhân còn chưa có đi hôm khác cung a. Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, Lạc Vô Thương chủ động giới thiệu nói, hắn trong lòng lại là khinh bỉ không thôi, một đám nhà quê, coi như trở thành một cương chi chủ lại như thế nào, tầm mắt vẫn là không bằng bản thân. Một lần này võ đạo tiệc trà, thiên cung đều có thứ gì người tham gia? Tiêu Phàm hỏi một đằng, trả lời một nẻo, trong đầu hắn lại là hồi tưởng lại cái kia Phong Lưu Vân thân ảnh. Chính là thiên hoang thần các mấy cái thánh tôn cảnh sư huynh, bọn họ niên kỷ không so với chúng ta lớn hơn bao nhiêu, lại sớm đã là thánh tôn cảnh tu vi. Lạc Vô Thương thật sâu thở dài, đôi mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Tiêu Phàm cũng âm thầm gật đầu. Lần trước thấy qua cái kia gọi là Phong Lưu Vân nam tử, tuổi tác xác thực không phải rất lớn, nhưng mà đã đạt đến thánh tôn cảnh. Cái này ở thái cổ thần giới, cơ hồ là không thể nào tồn tại. Hai người tán gẫu vài câu, Loan Sa cũng đã giáng lâm ở thiên cung một tòa phù đảo phía trên. Võ đạo tiệc trà liền ở Hiên Viên Trảm Tiên Hành cung cử hành. Lạc Vô Thương vén rèm cửa lên đi ra ngoài. Tiêu Phàm mấy người cũng cùng đi theo ra xe toa, sau một khắc. Ngũ thải hào quang ở hắn đôi mắt nở rộ, một tòa mờ mịt lượn lờ, nguyên khí xung doanh hòn đảo in vào tầm mắt của hắn. Bầu trời tường vân vũ động, thủy thải chói mắt, giống như một bộ rực rỡ bức tranh, để cho người ta đẹp không sao tả xiết. Vô số loan xa vần quanh phù đảo phi hành, lại cũng không dám đặt chân phù đảo, lần lượt từng bóng người từ loan xa bên trong đạp không mà lên, ôm một loại triều thánh tâm thái vào phù đảo. Đây chính là Hiên Viên gia tộc đại bản doanh, Hiên Viên Thiên Cung. Tiêu Phàm cũng không nhịn được sợ hãi thán phục, không hổ là 3.000 nhân tộc đệ nhất gia tộc, liền cái này phong cách, đều xa không phải mặt khác mấy đại cổ cương có thể so sánh. Thán phục thì thán phục, Tiêu Phàm rất nhanh thu hồi ánh mắt, đi theo Lạc Vô Thương vào phù đảo, hướng về xa xa quảng trường đi đến. Nơi xa dãy núi trùng điệp, có thần thú bay lượn thiên vũ, có ngàn trượng thác nước rủ xuống cửu tiêu. Mây mù quấn, sương mù bốc hơi, có cung điện hiện lên trong đó, giống như nhân gian tiên cảnh. Quảng trường tọa lạc tại dãy núi phía dưới, bốn phía có cung điện đứng vững, kim bích huy hoàng, trang nghiêm trang nghiêm. Bốn phía có không ít tướng sĩ tuần tra, thủ vệ nghiêm ngặt, muốn bước vào quảng trường, nhất định phải nắm giữ thiếp mời, bằng không cho dù thánh đế cảnh cũng không dám tự tiện xông vào. Tiêu Phàm mấy người xuất ra thiếp mời, đối phương lúc này mới cho đi. Nguyên bản Tiêu Phàm cho là bọn họ đến đã coi như là sớm. Nhưng mà nhường hắn kinh ngạc là, quảng trường phía trên phương, sớm đã kín người hết chỗ, vài chỗ bày biện một chút quầy hàng, có người đang ở trước gian hàng khẽ nói. Tiêu đại nhân, những cái kia quầy hàng, không chỉ có thể đổi lấy tài nguyên, còn có thể đổi lấy tin tức, ta đi trước. Lạc Vô Thương cho Tiêu Phàm giải thích một câu, liền không kịp chờ đợi rời đi. Tiêu Phàm quét những cái kia quầy hàng một cái. Âm thầm lắc đầu. Lão đại, những vật này, cũng là gạt người ngoạn ý a, người xem cái kia huyết ngọc thần cốt sâm, chẳng qua là năm tháng lâu đời một điểm, vậy mà có thể làm thánh dược ra bán. Thí thần thấp giọng nhẹ giọng nói. Tiêu Phàm cũng là không còn gì để nói, huyết ngọc thần cốt sâm, danh tự nghe cao đại thượng, có thể nó chẳng qua là phổ thông thần dược, liền vương dược cũng không tính là. Nhưng thiên hoang người ngược lại tốt. Vậy mà cầm một gốc phổ thông thần dược xem như thánh dược bán, đây mới thật sự là hố người. Chúng ta không muốn mua cũng được, về phần thiên hoang tin tức,
quay đầu lại hỏi Lạc Vô Thương cùng Tà Vũ là được rồi. Tiêu Phàm cũng không muốn lãng phí nguyên tinh. Những vật này động là hơn mấy triệu cực phẩm nguyên tinh, hắn nguyên tinh cũng không phải thủy phiêu đến, không cần thiết lãng phí ở nơi này. Ai, đã nói xong võ đạo tiệc trà đây. Thí thần khe khẽ thở dài. Này chỗ nào cùng cái gì võ đạo tiệc trà móc nối, nhất định chính là treo đầu dê bán thịt chó, thiên hoang người vì lắc lư một điểm tài nguyên, cũng là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Tiêu Phàm, cũng đúng lúc này, nơi xa bỗng vang lên một thanh âm. Hiên Viên Trảm Tiên, Tiêu Phàm dọc theo thanh âm nhìn tới, khẽ gật đầu ra hiệu, cùng Hiên Viên Trảm Tiên chỉ là quen biết hời hợt, cũng không có chuyện gì để nói. Chẳng qua là khi hắn nhìn thấy Hiên Viên Trảm Tiên bên cạnh áo trắng thân ảnh lúc, trên mặt lại là hiện lên một tia vẻ không kiên nhẫn. Nha, Hoàng Vô Cương cái này ngu dốt làm sao cùng con ruồi một dạng, ở khắp mọi nơi a. Thí thần cũng âm thầm nhổ nước bọt, Hiên Viên Trảm Tiên bên cạnh áo trắng thân ảnh không phải người khác, chính là lại nhiều lần cùng Tiêu Phàm là địch Hoàng Vô Cương. Tiêu Phàm cũng là không còn gì để nói, bất quá làm như không thấy, nhắm mắt làm ngơ. Lão đại, ta quyết định, chờ tiến vào thiên hoang, ta muốn chụp chết con ruồi này. Thí thần âm thầm đã quyết định nhẫn tâm. Tùy ngươi, Tiêu Phàm nhún nhún vai, vẻ mặt im lặng nói. Có đôi khi hắn cũng hận không thể chụp chết Hoàng Vô Cương, chỉ là một mực không tìm được cơ hội tốt mà thôi. Nếu là đi thiên hoang, cái kia cũng không có cái gì cố kỵ. Ai, sớm biết, ta theo cửu U Ma toàn tại bên ngoài chờ lão đại. Đi dạo chỉ chốc lát. Thí thần có chút hối hận, sớm biết liền đừng tới nữa, nhất định chính là lãng phí thời gian. Tiêu Phàm, nhưng mà, cũng đúng lúc này, một đạo để cho hai người hết sức chán ghét thanh âm vang lên, quay đầu nhìn tới, lại là nhìn thấy Hoàng Vô Cương xuất hiện ở bọn hắn sau lưng cách đó không xa. Ngươi tới làm cái gì? Thí thần ngữ khí lạnh lẽo, hận không thể chụp chết cái này chán ghét con ruồi. Hoàng Vô Cương mang theo nụ cười đi tới. Nếu như không phải Tiêu Phàm ngăn đón, thí thần nhiều lần kém chút nhịn không được xuất thủ. Nơi này là võ đạo tiệc trà vị trí, Hoàng Vô Cương hiển nhiên cũng chắc chắn Tiêu Phàm bọn họ sẽ không xuất thủ. Cuối cùng, Hoàng Vô Cương đứng cách Tiêu Phàm bọn họ ngoài một trượng ngừng lại, hướng về phía Tiêu Phàm hơi hơi thi lễ nói, Tiêu Phàm, ta là tới nói xin lỗi. Xin lỗi, Tiêu Phàm sững sờ, tựa như nghe được cái gì buồn cười lời nói một dạng. Hoàng Vô Cương người này, Tiêu Phàm coi như không có nhìn thấu hắn, nhưng là tự nhận là vẫn hiểu. Hắn sẽ chủ động xin lỗi, trừ phi mặt trời từ phía tây đi ra, nếu như hắn thật là một cái biết rõ hối cải người, ban đầu ở Long tộc bí cảnh bị Tiêu Phàm tha một lần, nên nói xin lỗi, căn bản không cần chờ tới bây giờ. Bất quá, Tiêu Phàm cũng không đánh vỡ, hắn ngược lại là muốn nhìn xem, Hoàng Vô Cương đến cùng muốn làm cái gì. Tốt rồi. Ta tiếp nhận lời xin lỗi của ngươi, ngươi có thể lăn. Tiêu Phàm không khách khí khoát tay một cái nói. Hoàng Vô Cương nghe vậy, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng lãnh quang, bất quá mặt ngoài lại là mặt nở nụ cười, nói tất nhiên Tiêu huynh tha thứ ta, vậy làm sao cũng cần phải để tại hạ có chỗ biểu thị a. Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, Hoàng Vô Cương tiếp tục nói, tại hạ thật vất vả phiền phức Hiên Viên Trảm Tiên huynh, mượn hắn địa phương, chuẩn bị một bàn rượu ngon, ta nghĩ Tiêu huynh sẽ không cự tuyệt a. Ta nếu như cự tuyệt đây, Tiêu Phàm buồn cười nhìn xem Hoàng Vô Cương, gia hỏa này sẽ không đầu bị lừa đá a. Đừng nói xin lỗi Tiêu Phàm không tin, mời hắn uống rượu, đó là càng thêm không thể nào. Mặc dù nói, Hoàng Vô Cương cố ý tiêu tan hiểm khích lúc trước, chuẩn bị một bàn rượu ngon thức ăn ngon đến xin lỗi, cũng là nên. Nhưng Tiêu Phàm chính là không tin, Hoàng Vô Cương không sẽ tốt bụng như vậy. Vậy chính là nói rõ Tiêu huynh còn không có tha thứ Hoàng Mỗ. Hoàng Vô Cương biểu tình khổ sáp, nếu như là bình thường người, có lẽ thật vẫn tin. Nhưng là ở Tiêu Phàm nghe tới, cái kia một ngụm một câu Tiêu huynh, nghe được hắn trong tai, sẽ chỉ làm hắn cảm thấy buồn nôn. Tiêu Phàm vừa định cự tuyệt, bất quá lúc này, thí thần lại là cho hắn truyền âm nói, lão đại, tiểu tử này sợ là không hảo tâm gì, bất quá, nếu như không đi. Hắn thật đúng là cho là chúng ta sợ hắn, nếu là hắn thực có can đảm dở trò xấu, vậy sẽ phải mệnh của hắn. Tiêu Phàm nghe vậy, lời đến khóe miệng lập tức nén trở về, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng lãnh quang. Cái này Hoàng Vô Cương lại nhiều lần đối địch với chính mình, Tiêu Phàm trong lòng cũng đã sớm động sát ý.
Ở vạn tộc thí luyện cổ lộ trên, Tiêu Phàm không có giết hắn, là kiêng kỵ hoang gia đối vô tận thần phủ xuất thủ, nhưng là bây giờ, vô tận thần phủ đã không cần thiết e ngại hoang gia. Tất nhiên hắn tự tìm cái chết, vậy cũng chớ trách ta. Tiêu Phàm âm thầm gật đầu, mặt ngoài lại là không hề bị lay động, nói ta bây giờ còn có một chút việc, chờ ta một chút. Tốt, ta chính là ở đây chờ ngươi. Hoàng Vô Cương khẽ mỉm cười nói. Tiêu Phàm nhìn thoáng qua bốn phía, phát hiện người ở đây đầu rung động, không ít người đều thấy được hắn và Hoàng Vô Cương thân ảnh. Chẳng biết tại sao, loại cảm giác này nhường hắn cực kỳ bất an. Bất quá loại bất an này lóe lên một cái rồi biến mất, cũng không phải là mãnh liệt bực nào. Hoàng Vô Cương mặt nở nụ cười, đưa mắt nhìn Tiêu Phàm cùng thí thần rời đi, mà chính hắn, nhưng vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Tựa như cố ý hấp dẫn chú ý của những người khác. Lão đại, tại sao ta cảm giác tiểu tử này xấu tính xấu tính? Rời đi thí thần chỉ cảm thấy lưng một trận phát lạnh, cho Tiêu Phàm truyền âm nói. Nơi này chính là Hiên Viên Trảm Tiên địa bàn, lượng hắn cũng không dám lỗ mãng. Tiêu Phàm gật đầu, lại nói, bất quá, vì lý do an toàn, chúng ta không thể đi qua như vậy. Lão đại đã nghĩ đến biện pháp, thí thần ánh mắt sáng lên. Chờ chút ngươi sẽ biết, Tiêu Phàm cười thần bí nói. Lúc này, hai người đi vào dọc theo quảng trường một gian cung điện, lại sau một lúc lâu, Tiêu Phàm cùng thí thần hai người lại đi ra. Tiêu huynh, chuẩn bị xong chưa? Nhìn thấy Tiêu Phàm cùng thí thần đi tới, Hoàng Vô Cương tiến lên đón, từ đầu đến cuối, trên mặt mang theo nụ cười. Tốt rồi, bất quá ta thời gian không nhiều, Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc nói. Yên tâm. Chậm trễ không mất bao nhiêu thời gian, liền một trận tiệc rượu mà thôi. Hoàng Vô Cương cười cười nói, trong lòng lại là vô cùng băng lãnh, lạnh giọng nói, một lần này, nhìn ngươi chết hay không. Tiêu Phàm gật đầu, cùng thí thần đi song song, đi theo Hoàng Vô Cương sau lưng, lúc này liền rời đi quảng trường. Sau một hồi lâu, thiền điện trong khắp ngõ ngách, lại xuất hiện hai đạo bóng người. Nếu như Hoàng Vô Cương nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi. Tiêu Phàm cùng thí thần không phải cùng hắn đi rồi sao, làm sao chả sẽ xuất hiện ở đây. Lão đại, Hoàng Vô Cương sẽ không nhận ra a, cái kia dù sao chỉ là hai kiện hồn điêu. Thí thần có chút lo lắng nói. Yên tâm đi, phải tin tưởng ta thần điêu trình độ. Tiêu Phàm cười cười, bất quá trong lòng lại bổ sung một câu, thái cổ phân thân tăng thêm ta linh hồn phân thân, cho dù không phải thánh tôn cảnh, cái kia cũng không xê xích gì nhiều, thánh tôn cảnh phía dưới. Tuyệt đối nhìn không ra. Vì lý do an toàn, Tiêu Phàm cuối cùng vẫn quyết định, mình và thí thần không muốn tự mình đi, Hoàng Vô Cương thực lực không được tốt lắm, nhưng tâm nhãn cũng không phải bình thường hỏng. Bất quá, vì dĩ giả loạn chân, Tiêu Phàm liền thái cổ phân thân đều dùng, cũng coi là đánh bạc vốn ban đầu. Vậy làm sao bây giờ? Thí thần hỏi. Tiêu Phàm sờ lên cằm, rơi vào trong trầm tư. Tiêu đại nhân, các ngươi ở chỗ này. Ta tìm các ngươi thật đắng. Đột nhiên, một thanh âm từ đằng xa truyền đến, lại là Lạc Vô Thương chẳng biết lúc nào xuất hiện ở cách đó không xa. Tiêu Phàm nhìn thấy Lạc Vô Thương, ánh mắt sáng lên, cho thí thần truyền âm nói, tiếp đó, chúng ta đi theo Lạc Vô Thương là được rồi. Nói xong, Tiêu Phàm cùng thí thần hai người từ xó xỉnh bên trong đi ra, quảng trường phía trên không ít người nhìn thấy hai người thời khắc, không khỏi vuốt vuốt hai mắt. Bọn họ mới vừa rồi còn nhìn thấy Tiêu Phàm cùng thí thần đi theo Hoàng Vô Cương rời đi a, tại sao lại xuất hiện ở đây? Tiêu Phàm cũng không có để ý tới ánh mắt của mọi người, ngược lại vẻ mặt buồn bực sờ lên đầu, lộ ra từng tia thống khổ. Thí thần không biết vì sao, vẻ mặt buồn bực sờ lên cái ót. Lạc Vô Thương, có chuyện gì không? Tiêu Phàm nhìn thấy Lạc Vô Thương đi tới, nhíu mày một cái nói. Tiêu đại nhân! Ta mang các ngươi đi gặp một lần Thiên Hoang Thần các sư huynh, đây chính là cơ hội tuyệt hảo. Lạc Vô Thương cười nói, khó nén kích động trong lòng. Tiêu Phàm hơi kinh ngạc, thời gian ngắn như vậy, Lạc Vô Thương đã câu được Thiên Hoang Thần các người. Không thể không nói, cái này Lạc Vô Thương mặc dù quần là áo lụa một điểm, nhưng cũng có người khác không có sở trường. Cũng tốt, Tiêu Phàm không có cự tuyệt, đi theo Lạc Vô Thương đi tới. Mà lúc này... Một cái khác Tiêu Phàm cùng thí thần đi theo Hoàng Vô Cương vòng qua từng tòa cung điện, một tòa nhã uyển in vào Tiêu Phàm trong tầm mắt của bọn hắn, không thể không nói, cái này phù đảo thật đúng là rất lớn. Mà cái này,
còn vẻn vẹn chỉ là Hiên Viên Trảm Tiên nơi ở mà thôi. Còn chưa tới sao, đi chốc lát, phân thân Thái Cổ hơi không kiên nhẫn nói. Đến, ngay ở chỗ này, Hoàng Vô Cương cười cười, làm một cái thủ hiệu mời. Hoàng Vô Cương, địa phương ta đã cho ngươi, ngươi kêu ta tới đây làm cái gì? Cũng đúng lúc này, một phương hướng khác đột nhiên truyền đến một đạo sang sảng thanh âm. Hiên Viên Trảm Tiên, Tiêu Phàm quay đầu nhìn tới, lại là nhìn thấy cùng Hoàng Vô Cương cùng là năm đại thánh tử Hiên Viên Trảm Tiên hướng đi tới bên này. Hơn nữa, Hiên Viên Trảm Tiên có vẻ như vẫn là ứng Hoàng Vô Cương lời mời. Trong lúc nhất thời, Tiêu Phàm trong đầu hiện lên nguyên một đám suy nghĩ, Hoàng Vô Cương mời mình đến thì cũng thôi đi, gọi Hiên Viên Trảm Tiên tới, lại là ý gì đây? Chẳng lẽ hắn còn muốn giết chết Hiên Viên Trảm Tiên, giá họa cho bản thân? Tiêu Phàm rất nhanh hủy bỏ loại này ý nghĩ, lấy Hoàng Vô Cương thực lực, muốn giết Hiên Viên Trảm Tiên đó là không có khả năng, Hiên Viên Trảm Tiên giết hắn còn tạm được. Chủ yếu nhất là, nơi này chính là Hiên Viên Trảm Tiên địa bàn, hơn nữa hôm nay võ đạo tiệc trà cũng đang cử động lần này được, nếu như Hoàng Vô Cương thực có can đảm động thủ, những người khác không có khả năng nghe không được. Đến lúc đó, Hoàng Vô Cương tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Lấy Hoàng Vô Cương thích mệnh tính cách, nhất định là sẽ không làm chuyện như vậy. Trừ phi hắn có thể lặng yên không tiếng động tiêu diệt Hiên Viên Trảm Tiên, tái giá họa đưa cho chính mình. Chỉ là, điều này có thể sao? Cơ bản là không thể nào. Nghĩ miểu sát Hiên Viên Trảm Tiên, trừ phi bán bộ thánh tôn cảnh trở lên cường giả xuất thủ, hơn nữa còn phải có mặt khác bố trí, bằng không là không thể nào làm được. Tất nhiên điều đó không có khả năng, như vậy. Hoàng Vô Cương thực cải tà quy chính. Trảm Tiên huynh, Hoàng Vô Cương chắp tay một cái, nói, không phải sao, nghe nói người cùng Tiêu huynh quan hệ không tệ, hôm nay Hoàng Mỗ hướng Tiêu Phàm thỉnh tội, tự nhiên muốn mời người tới làm chứng. Tiêu Phàm, Hiên Viên Trảm Tiên đi tới gần, hướng về phía Tiêu Phàm chắp tay một cái nói. Lần trước Tiêu Phàm ở Phi Tiên Thánh Cảnh bên trong cứu hắn một mạng, Hiên Viên Trảm Tiên thế nhưng là một mực ghi nhớ trong lòng. Lấy Hiên Viên Trảm Tiên thứ người như vậy ngạo khí, bình thường là sẽ không thiếu hắn người người tình, chỉ là một mực không tìm được cơ hội tốt gì báo đáp Tiêu Phàm mà thôi. Trảm Tiên huynh, Tiêu Phàm hơi hơi chắp tay, mặc dù hắn cùng với Hiên Viên Trảm Tiên tiếp xúc tương đối ít, nhưng người này thân là nhân tộc năm đại thánh tử đệ nhất, khẳng định có hắn chỗ hơn người. Xem ra ta không mời lầm người, mời. Hoàng Vô Cương cười ha hả, bất quá trong lòng lại là kinh ngạc hết sức. Tiêu Phàm cùng Hiên Viên Trảm Tiên có vẻ giống như rất quen thuộc đây. Mời, Hiên Viên Trảm Tiên cũng làm một cái thủ hiệu mời, để Tiêu Phàm đi đầu. Hắn mặc dù là nơi này chủ nhân, nhưng hôm nay địa phương cho mượn Hoàng Vô Cương, mà Tiêu Phàm lại là Hoàng Vô Cương mời khách nhân, tự nhiên là lấy Tiêu Phàm làm chủ. Tiêu Phàm cũng không khách khí, dẫn đầu đi vào nhã uyển bên trong, xuyên qua một mảnh đình đài lâu tạ, cuối cùng tiến nhập một gian xa hoa trong phòng. Trong phòng, sớm đã có hạ nhân chuẩn bị kỹ càng món ngon, nhìn thấy Tiêu Phàm bọn họ đến, đại bộ phận hạ nhân đều cung kính thối lui, chỉ còn lại có mấy cái nha hoàn phục thị. Tiêu Phàm bị Hoàng Vô Cương cùng Hiên Viên Trảm Tiên đẩy ngồi ở chủ vị phía trên, thí thần ngồi ở Tiêu Phàm bên phải, Hiên Viên Trảm Tiên ngồi ở Tiêu Phàm bên trái, mà Hoàng Vô Cương lại ngồi ở thí thần bên phải. Lão đại, cái này Hoàng Vô Cương thật chẳng lẽ cải tà quy chính? Thí thần cũng có chút buồn bực. Cái này cũng không giống như Hoàng Vô Cương tác phong a, hay là nói, này Tửu Yến có độc. Cái này thí thần mặc dù chỉ là một bộ thần điêu, nhưng trong bên cạnh cũng có thí thần tàn niệm, có thể cùng Tiêu Phàm giao lưu, dạng này mới càng thêm chân thực. Tùy cơ ứng biến, Tiêu Phàm đáp lại một câu. Hắn nhún nhún cái mũi, trong không khí cũng không phát hiện dị thường gì, có thể Hoàng Vô Cương càng là như thế, trong lòng của hắn càng là bất an. Tiêu huynh. Trước kia là Hoàng Mỗ không đúng, mong rằng Tiêu huynh không muốn chú ý. Hôm nay Trảm Tiên huynh chứng kiến, Hoàng Mỗ thành tâm sám hối. Một chén này, Hoàng Mỗ uống trước rồi nói. Hoàng Vô Cương giơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Tiêu Phàm cũng không có bưng chén rượu lên, giờ khắc này, trong lòng của hắn tràn đầy nghi hoặc. Chẳng lẽ mình thực hiểu lầm Hoàng Vô Cương? Hắn là thành tâm sửa đổi, muốn cùng bản thân kết giao. Tiêu huynh. Tất nhiên Hoàng Vô Cương thành tâm ăn năn, Tiêu huynh đại nhân có đại lượng, tại hạ thêm làm nhân tộc năm đại thánh tử một trong, còn mời Tiêu huynh tha thứ Hoàng Vô Cương một lần.
Hiên Viên Trảm Tiên cũng giơ chén rượu lên. Tiêu Phàm tập trung ý chí, hắn nguyên bản còn tưởng rằng Hiên Viên Trảm Tiên cùng Hoang Vô Cương quan hệ rất không tệ đây. Nghe nói như thế, hắn xem như minh bạch, Hoang Vô Cương có thể thuyết phục cũng mời Hiên Viên Trảm Tiên, hơn phân nửa là Hiên Viên Trảm Tiên xem ở cùng là nhân tộc năm đại thánh tử phân thượng. Bằng không mà nói, Hiên Viên Trảm Tiên chưa chắc có thể phản ứng Hoang Vô Cương. Trầm ngâm chốc lát, Tiêu Phàm cũng vẫn là giơ chén rượu lên, nói Tiêu Mỗ không gây sự tình, nhưng cũng không đại biểu sợ phiền phức, trước kia ân oán có thể xóa bỏ, nhưng nếu là nếu có lần sau nữa, đừng trách Tiêu Mỗ tâm ngoan thủ lạt. Dứt lời, Tiêu Phàm cũng khô rượu trong ly, hắn vừa mới kiểm tra lờ mờ rượu và thức ăn, cũng không phát hiện cái gì dị dạng, bằng không hắn cũng sẽ không như thế thống khoái. Tạ Tiêu huynh bất kể hiềm khích lúc trước, Hoang Vô Cương chắp tay cười một tiếng, chỉ là cười có chút gượng ép, trong lòng càng là lãnh ý bốc lên, không có lần sau, lần này, người hẳn phải chết không nghi ngờ, cái này rượu và thức ăn bên trong thế nhưng là có được thần soán sư mới có thể luyện chế tuyệt mệnh tán. Hoang Vô Cương trong lòng trầm ngâm, đồng thời bắt đầu đếm ngược. Vì lý do an toàn, hắn lại để cho thí thần cũng uống một chén rượu, cho Tiêu Phàm bọn họ kẹp một chút đồ ăn. Không sai biệt lắm một nén nhang, Hiên Viên Trảm Tiên đột nhiên nhíu mày, lung lay đầu nói, tại sao ta cảm giác đầu có chút trầm. Ba, Hiên Viên Trảm Tiên thoại âm vừa dứt, Tiêu Phàm bỗng vỗ bàn một cái, đứng dậy căm tức nhìn Hoang Vô Cương nói, Hoang Vô Cương, ngươi dám hạ độc. Hoang Vô Cương đầu tiên là lộ ra kinh ngạc, ngay sau đó lui ra phía sau mấy bước, đột nhiên nở nụ cười, tí tí, các ngươi hiện tại mới phát hiện sao. Ta liền là hạ độc, lại như thế nào? Hoang Vô Cương, ngươi, Hiên Viên Trảm Tiên sắc mặt đại biến, bởi vì hắn cảm giác bản thân thân thể căn bản không nghe sai khiến, thật giống như bị một cỗ lực lượng vô hình khống chế được. Hoang Vô Cương, ngươi thực hạ độc, Tiêu Phàm nhíu mày, căm tức nhìn Hoang Vô Cương nói. Hắn trong lòng cũng là kinh ngạc hết sức, vừa rồi bản thân chỉ là cố ý khích một lần Hoang Vô Cương mà thôi, nhưng hắn không nghĩ tới Hoang Vô Cương vậy mà trực tiếp thừa nhận. Chủ yếu nhất là, hắn kiểm tra qua không khí, cũng kiểm tra qua rượu cùng thức ăn, căn bản không phát hiện độc tồn tại a, Hoang Vô Cương lại là làm sao hạ độc. Nghi hoặc thì nghi hoặc, hiện tại Hoang Vô Cương đã chính miệng thừa nhận, hiển nhiên không phải giả, sớm biết, bản thân hẳn là dùng ký ức thủy tinh nhớ. Ngươi lừa ta, Hoang Vô Cương cũng bỗng nhiên lấy lại tinh thần, giận dữ tức giận nhìn xem Tiêu Phàm. Vừa rồi hắn còn tưởng rằng Tiêu Phàm biết rõ hắn hạ độc đây, hiện tại hắn mới biết được, Tiêu Phàm là thuận miệng như vậy một tay mà thôi, cỗ khí thế kia, vậy mà dọa đến hắn thừa nhận, cái này khiến Hoang Vô Cương làm sao không giận. Coi như ngươi lừa ta lại như thế nào, Hoang Vô Cương nhe răng cười một tiếng. Phốc phốc, một tiếng vang giòn. Hư không chẳng biết lúc nào toát ra một thanh kiếm, trực tiếp xuyên qua Hiên Viên Trảm Tiên mi tâm, máu tươi phun tung tóe mà ra. Gần như đồng thời, chung quanh mấy cái kia thị nữ cũng bị một kiếm chém giết, bỏ mình đạo tiêu. Hiên Viên Trảm Tiên trợn to hai mắt, trong mắt tràn đầy phẫn nộ, hắn nằm mơ đều không nghĩ đến, Hoang Vô Cương vậy mà dám ở chỗ này giết hắn, bất quá nghe được tiếp xuống câu nói kia, Hoang Vô Cương xem như minh bạch. Tiêu Phàm, ta Hoang Vô Cương thành tín xin lỗi, ngươi lại muốn giết ta. Hoang Vô Cương nổi giận gầm lên một tiếng, ngay sau đó một bàn tay đập vào lồng ngực của mình, ngay sau đó kinh hoàng hướng về phòng ở bên ngoài thoát đi. Tiêu Phàm cùng thí thần đứng ở cái kia, ngươi nhìn lấy ta nhìn vào ngươi, trong lúc nhất thời có chút thất thần. Hai người mình đây là bị hãm hại, bọn họ nghĩ tới rất nhiều loại khả năng này cũng là một cái trong số đó. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới, vậy mà thực đã xảy ra. Hoang Vô Cương ở Hiên Viên Trảm Tiên địa bàn, cố ý mời hai người mình, sau đó giết chết Hiên Viên Trảm Tiên, giá họa cho hắn. Việc này nếu là bị Hiên Viên gia tộc biết rõ, Tiêu Phàm tất nhiên tai kiếp khó thoát. Không thể không nói, Hoang Vô Cương biện pháp này rất đần, ở Tiêu Phàm xem ra, cũng là không thể nào làm được. Nhưng hiện tại, Hoang Vô Cương thực làm được. Cái này khiến hắn có chút không dám tin tưởng. Nhất là Hoang Vô Cương làm sao hạ độc được Hiên Viên Trảm Tiên, càng là để hắn mọi loại nghi hoặc. Cũng không thể Hiên Viên Trảm Tiên dùng mạng của mình đến bồi Hoang Vô Cương diễn một tuồng kịch, để hãm hại bản thân a. Tiêu Phàm trước tiên hủy bỏ loại này ý nghĩ, chỉ có đồ đần, mới có thể làm loại chuyện này. Thẳng đến Hoang Vô Cương đi ra ngoài,
không thấy bóng dáng, Tiêu Phàm mới hồi phục tinh thần lại, thí thần càng là không dám tin nói, lão đại, chúng ta đây là bị hãm hại. Hoàng Vô Cương, xem ra cũng không phải không còn gì khác a, lần này, chúng ta cũng coi là giải kinh nghiệm. Tiêu Phàm đắng chát cười một tiếng. Bản thân lần này nếu là tin tưởng Hoàng Vô Cương, vậy liền thực lật thuyền trong mương. Đáng tiếc Hiên Viên Trảm Tiên, vậy mà như vậy thì bị Hoàng Vô Cương giết chết. Thí thần nhìn xem mi tâm máu chảy như chú Hiên Viên Trảm Tiên, âm thầm lắc đầu. Có ai không, Tiêu Phàm giết người. Tiêu Phàm giết Trảm Tiên huynh, Hiên Viên gia chủ, nhanh cứu ta. Cửa ra vào không ngừng truyền đến Hoàng Vô Cương tiếng giống giận dữ, thanh âm như sấm, cả tòa phù đảo người đều có thể nghe rõ rõ ràng ràng. Lúc này, Tiêu Phàm cùng thí thần đã có thể rõ ràng nghe được lần lượt từng bóng người bay vút tiếng xé gió. Lão đại, có trò hay để nhìn. Thí thần nhếch miệng cười một tiếng, ngay sau đó toàn bộ thân thể bỗng tự đốt lên, vẻn vẹn trong lúc hô hấp, liền hóa thành cho tàn, thanh phong thổi, cái gì đều không lưu lại. Hoàng Vô Cương, đây là ngươi bản thân tìm đường chết, ai cũng không thể cứu được ngươi. Tiêu Phàm cũng lắc đầu, sau đó đánh ra một đạo thủ ấn. Chỉ một thoáng, hư không xuất hiện một cánh cửa ánh sáng, Tiêu Phàm biến mất trong phòng lưu lại khí tức, liền một bước bước vào quang môn bên trong, tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Chỉ chốc lát sau, bên ngoài gian phòng trong sân truyền đến một đạo gấp rút mà tức giận thanh âm, liền ở bên trong, Tiêu Phàm, cút ra đây cho ta. Hoàng Vô Cương dẫn một đám người xuất hiện ở gian phòng bên ngoài, nhã uyển bốn phía, càng là đứng đầy thân ảnh. Rất nhiều người nghe được Hoàng Vô Cương tiếng kêu sợ hãi, tất cả đều hướng về nơi đây chạy đến. Đám người trong lòng kinh ngạc không thôi, nơi này chính là Hiên Viên gia tộc địa bàn A, Tiêu Phàm vậy mà dám ở chỗ này giết Hiên Viên Trảm Tiên, đây không phải chán sống rồi sao? Bất quá, rất nhiều người ở không có tận mắt thấy phía trước, hiển nhiên là không tin. Trừ phi Tiêu Phàm có bệnh, bằng không lại làm sao có thể làm loại chuyện này đây? Có lẽ là thực. Ta gặp được Tiêu Phàm đi theo Hoàng Vô Cương đi. Có người thấp giọng khẽ nói, tin tưởng loại khả năng này. Làm sao sẽ, ta gặp được Tiêu Phàm cùng Lạc Vô Tình rời đi à? Lại có người vẻ mặt không thể tin nói. Hoàng Vô Cương căn bản không quan tâm bốn phía mọi người thanh âm, hắn linh hồn lực lượng sớm đã đảo qua trong phòng, căn bản không thấy được Tiêu Phàm thân ảnh. Bất quá hắn cũng không lo lắng, ngược lại một bộ nắm chắc phần thắng bộ dáng. Âm thầm trầm ngâm nói, Tiêu Phàm, trước đó thế nhưng là không ít người nhìn thấy ngươi đi theo ta nơi này, Hiên Viên Trảm Tiên đã chết, ta lại thụ thương, ngươi cho rằng trốn được, mới có thể sống sót sao. Ngươi thế nhưng là cũng trúng độc, một canh giờ bên trong, hành động căn bản là không có cách tự do. Một canh giờ, đủ để cho Hiên Viên gia tộc giết chết ngươi. Nghĩ vậy, Hoàng Vô Cương kích động trong lòng hết sức. Ngươi Tiêu Phàm không phải lợi hại sao? Lần này xem ngươi làm sao trốn. Dám trước mặt nhiều người như vậy để cho ta khó xử, không chỉ ngươi muốn chết, Lạc Vô Tình cũng phải chết. Hoàng Vô Cương, đây là có chuyện gì? Lúc này, một giọng già nua vang lên, mang theo một cỗ hoảng sợ chi uy, bao phủ khắp nơi. Gần như đồng thời, một cái thanh bào lão giả bỗng xuất hiện ở hư không, lạnh lùng nhìn xem Hoàng Vô Cương, ở trong tay của hắn, còn nằm một bóng người. Chính là bị một kiếm xuyên qua Hiên Viên Trảm Tiên. Tiền bối, Hoàng Vô Cương thiếu chút nữa thì quỳ xuống, một cái tay che ngực, thông hai mắt đỏ nói, là Tiêu Phàm, hắn đã giết Trảm Tiên huynh. Nguyên bản ta cùng với Tiêu Phàm có thù, nhưng nghĩ tới sắp cùng đi thiên hoang, về sau cũng đều là nhân tộc, vãn bối nghĩ đến cùng hắn hòa giải, cố ý mời Trảm Tiên huynh làm cho ta chứng. Nhưng, có thể vãn bối không nghĩ tới. Vãn bối nói chỉ là hắn vài câu không phải, Tiêu Phàm vậy mà bạo khởi giết người, Trảm Tiên huynh muốn ngăn cản, lại bị hắn đã giết. Ngươi nói bậy, thanh bào lão giả lạnh lùng hướng về Hoàng Vô Cương, Tiêu Phàm đã từng cứu Trảm Tiên một mạng, há lại sẽ giết hắn. Cái gì? Hoàng Vô Cương trong lòng thất kinh, hắn biết rõ Tiêu Phàm cùng Hiên Viên Trảm Tiên quen biết, lại không biết Tiêu Phàm cứu Hiên Viên Trảm Tiên sự tình. Nếu như Tiêu Phàm thật muốn Hiên Viên Trảm Tiên chết, lúc trước không cứu hắn là được rồi a, cần gì vẽ vời cho thêm chuyện ra. Vãn bối không có nói quàng, còn mời tiền bối minh xét. Hoàng Vô Cương không chịu nổi cỗ kia áp lực, quỳ dạp trên đất mặt, nói, người ở chỗ này đều có thể làm chứng, Tiêu Phàm đi theo ta này, hiện tại hắn đã trốn, hắn đã giết người,
cho nên mới sẽ chạy trốn. Thanh bào lão giả nhíu mày, vừa mới hắn đi một chuyến trong phòng, chỉ thấy bị xỏ xuyên mi tâm hiên viên trảm tiên, cùng mấy cỗ nha hoàn thi thể, căn bản không có những người khác. Hơn nữa, trong phòng cũng căn bản không có Tiêu Phàm linh hồn khí tức, điều này nói rõ, Tiêu Phàm căn bản cũng không có tới qua nơi này. Nhưng khi hắn ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía tu sĩ thời khắc, không ít tu sĩ lại là gật đầu một cái, xem như công nhận Hoang Vô Cương lời nói. Tiền bối, vãn bối có lẽ đang nói láo, nhưng mọi người ở đây, cùng Tiêu Phàm không oán không cừu, không cần thiết hại hắn a. Hoang Vô Cương lại nói. Thanh bào lão giả trầm ngâm chốc lát, nói truyền ta chi lệnh, phong tỏa thiên cung, bất luận kẻ nào không được xuất nhập, tìm cho ta đến Tiêu Phàm. Là, bốn phía hiên viên gia tộc tu sĩ cung kính hẳn là, ngay sau đó, từng đạo hà mang tại hư không nở rộ, trong nháy mắt phong tỏa thiên cung, dù cho một con ruồi cũng đừng hòng rời đi. Hoang Vô Cương nhìn thấy một màn này, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng cười lạnh, trong lòng lạnh giọng nói, Tiêu Phàm, người dám chạy trốn. Lần này, người không chết cũng khó khăn. Hắn giết không chết Tiêu Phàm, có thể hiên viên gia tộc vẫn không giết được Tiêu Phàm sao? Thanh bào lão giả lạnh lùng nhìn bốn phía một cái, cuối cùng ánh mắt rơi vào Hoang Vô Cương trên người. Hoang Vô Cương, ngươi bây giờ cũng đừng rời đi, chờ chút bắt lấy Tiêu Phàm, còn cần ngươi giằng co. Tiền bối yên tâm, vãn bối tùy thời chờ đợi triệu hoán, bất kể như thế nào, cũng không thể để Trảm Tiên huynh chết vô ích. Hoang Vô Cương vẻ mặt nghĩa phẫn điền ưng nói. Tốt nhất là như thế. Thanh bào lão giả nhìn thật sâu Hoang Vô Cương một cái, chuẩn bị mang theo hiên viên Trảm Tiên rời đi, nhị tổ. Cũng đúng lúc này, trong đám người đột nhiên đi ra một bóng người, cung kính nói ta biết Tiêu Phàm ở nơi nào. Thời gian trở lại nửa canh giờ trước đó, Tiêu Phàm cùng thí thần ở Lạc Vô Tình hướng dẫn dưới xuyên qua dọc theo quảng trường, đi tới một tòa cung điện cửa ra vào. Tiêu đại nhân. Chúng ta muốn gặp là một vị thánh tôn cảnh sư huynh, đến lúc đó. Lạc Vô Tình bỗng ngừng thân hình, có chút bận tâm nói. Không đợi hắn nói xong, Tiêu Phàm liền ngắt lời hắn, ta tự có chừng mực, còn có, ngươi trực tiếp gọi tên ta là được. Bình thường Lạc Vô Tình gọi hắn đại nhân, Tiêu Phàm cũng không quan tâm. Nhưng hắn biết rõ, thiên hoang thần các những người kia tự luyến, nếu như Lạc Vô Tình luôn mồm gọi hắn đại nhân, những người kia 8-9 phần 10 thấy ngứa mắt. Đến lúc đó nếu như đến vài câu châm chọc khiêu khích, vậy hắn Tiêu Phàm là đổi trở về, hay là giữ im lặng đây? Tiêu Phàm không sợ đắc tội người, nhưng cũng không đại biểu hắn nghĩ đắc tội với người, dù sao lần thứ nhất tiến về thiên hoang, ít một chút địch nhân, cũng sẽ ít đi rất nhiều phiền phức. Về phần lần trước đắc tội Phong Lưu Vân, Tiêu Phàm cũng không để ở trong lòng, tất nhiên đối phương ngày đó đã rời khỏi, cái kia nghĩ đến cũng không dám tùy tiện tìm hắn để gây sự. Tốt, Lạc Vô Tình gật gật đầu, hắn chỉ cần Tiêu Phàm không nên quá tùy tiện là được. Nếu như không phải ra ra hắn Lạc Nam Thiên muốn Tiêu Phàm bảo hộ hắn, Lạc Vô Tình cũng sẽ không cùng Tiêu Phàm đi gần như vậy. Nhưng phóng nhãn thái cổ thần giới, thế hệ này nhóm người bên trong, có thể bảo hắn yên ổn tiến vào thiên hoang, có vẻ như cũng không mấy cái, Tiêu Phàm xem như một cái. Nói xong, Lạc Vô Tình dậm chân đi vào cung điện bên trong. Tiêu Phàm cùng thí thần đi theo sau đó. Cung điện kim bích huy hoàng, cổ điển đại khí, lần lượt từng bóng người ngồi ở kia đàm luận cái gì, cũng không có bởi vì Tiêu Phàm đến của bọn họ mà đình chỉ. Tiêu Phàm lắng tai nghe chỉ chốc lát, lại là phát hiện những người này đại bộ phận đang đàm luận một chút thiên hoang thần các có liên quan sự tình, cũng có một chút đang đàm luận võ đạo. Nơi này ngược lại là giống võ đạo tiệc trà, Tiêu Phàm trong lòng âm thầm khẽ nói. Sau một khắc, chỉ thấy Lạc Vô Tình nhanh chân hướng về đại điện phía trước phía bên phải địa phương đi đến, nơi đó ngồi hai đạo bóng người, một cái bạch y thư sinh ăn mặc nam tử, đại khái trên dưới 30 tuổi, tản mát ra một loại nho nhã chi khí, để cho người ta nhìn không được bái phục. Một người khác chính là một người mặc hỏa hồng sắc quần cụt nữ tử, hắn dáng người cao gầy, nóng bỏng hết sức, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, mị nhãn như bơ, lộ ra một loại tà mị nhiệt tình. Cái kia một bộ váy ngắn, dường như không cách nào bó chặt nàng thân hình, tích bạch da thịt giống như tuyết liên, có loại vô cùng sống động cảm giác. Tiêu Phàm thần sắc như thường, cũng không có bất kỳ cái gì dị dạng. Bất quá trong lòng hắn lại là kinh ngạc hết sức, hai người này vậy mà đều là thánh tôn cảnh. Chẳng lẽ thiên hoang thực cường đại như vậy sao? Lâm ca,
Loan tỷ. Lạc Vô Tình đi tới trước người hai người, hướng về phía hai người hơi hơi thi lễ, trên mặt mang nụ cười ấm áp, vị này chính là ta và các ngươi nói, thế hệ này thái cổ thần giới người thứ nhất, Tiêu Phàm. Tiêu Phàm hơi sững sờ, hắn hiển nhiên không nghĩ tới Lạc Vô Tình vậy mà lại dạng này giới thiệu bản thân, đây không phải đưa cho chính mình gây họa sao. Huống hồ, hắn chính mình cũng không biết, hắn Tiêu Phàm lúc nào, trở thành một đời thái cổ thần giới người thứ nhất. Coi như được công nhận, nhưng là không cần thiết nói ra đi. Tiêu Phàm mặc dù trong lòng có chút khó chịu, nhưng vẫn là hơi chắp tay nói, gặp qua hai vị. Bạch Y Thư Sinh cùng hỏa váy nữ tử nghe được lời nói của Lạc Vô Tình còn không có gì, có thể nghe được lời nói của Tiêu Phàm, lại là nhíu mày. Tiểu tử này, thái độ có vẻ như cũng quá ngạo mạn. Thái cổ thần giới trẻ tuổi một đời người thứ nhất, hỏa váy nữ tử cặp môi thơm mở ra, thanh âm mềm mại mị hoặc, trong giọng nói lộ ra một tia nại nhân tầm vị ý tứ. Ta lại tới đây cũng một số thời khắc, có vẻ như còn chưa từng nghe nói có cái gì trẻ tuổi một đời người thứ nhất. Bạch Y Thư Sinh nam tử thản nhiên nói. Lời nói mặc dù bình thản, nhưng ai cũng có thể nghe ra trong đó trâm trọng ý vị. Lạc Vô Tình nói ngươi là trẻ tuổi một đời người thứ nhất, chẳng lẽ ngươi thật đúng là coi mình là thái cổ thần giới người thứ nhất sao? Ngươi trẻ tuổi, một điểm cũng không biết khiêm tốn. Tiêu Phàm nghe được hai người mà nói, cũng không khỏi nhíu mày, bản thân có vẻ như không có nói sai lời gì à, làm sao cảm giác được tội hai người bọn họ một dạng. Lạc Vô Tình nói hắn là trẻ tuổi một đời người thứ nhất, chính hắn mặc dù cũng không thừa nhận mình là cái gì trẻ tuổi một đời người thứ nhất, nhưng là không cần thiết cùng cái này hai cái người xa lạ giải thích à. Có lẽ là các ngươi cô Lạc quả văn, đã các ngươi không nể mặt mũi, cái kia Tiêu Phàm cũng tự nhiên không cần thiết cho bọn hắn lưu mặt mũi. Không phải liền là thánh tôn cảnh sao? Nếu là mình lấy được đồng dạng tài nguyên, đạt tới bọn họ đồng dạng tuổi tác, không phải cũng là chuyện chắc như đinh đóng cột sao? Hai người này nhìn qua rất trẻ trung, nhưng mà ai biết bọn họ là cái gì lão quái vật đây? Ở Tiêu Phàm xem ra, chỉ cần trẻ tuổi vượt qua 100 tuổi, đều xem như lão quái vật. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Bạch Y Thư Sinh tức giận, một trưởng phía dưới, bên cạnh cái bàn trực tiếp hóa thành bột mịn. Tiếng vang ầm ầm cũng trong nháy mắt vang vọng cả tòa đại điện bên trong, bỗng yên tĩnh trở lại, ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng rơi vào Tiêu Phàm trên người bọn họ. Người trẻ tuổi, có vẻ như rất ngạo khí, hỏa váy xinh đẹp nữ tử uốn éo người, cười híp mắt nhìn xem Tiêu Phàm, đáy mắt chỗ sâu lại là hiện lên một vòng vẻ chán ghét. Ngạo khí người trẻ tuổi, bản tôn đã thấy nhiều, có thể sống sót rất ít, đại bộ phận đều hóa thành xương khô. Bạch Y Thư Sinh khinh thường nói, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt càng ngày càng bất thiện. Lạc Vô Tình sắc mặt đại biến, hắn làm sao biết, sự tình vậy mà phát triển thành dạng này. Không phải liền là một câu sao, hắn cũng chỉ là nghĩ để những người này hơi coi trọng một lần Tiêu Phàm, cho nên mới nói trẻ tuổi một đời người thứ nhất, hắn thấy, dạng này hình dung Tiêu Phàm cũng không đủ a. Nhưng hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, liền một câu nói kia. Vậy mà để Bạch Y Thư Sinh cùng hỏa váy nữ tử khó chịu. Nếu như chỉ là bọn hắn hai người khó chịu, cái kia cũng không cái gì, có thể Tiêu Phàm nghe con mới sinh không sợ hổ, vậy mà dám cùng bọn họ cãi nhau. Hắn trong lòng có chút hối hận, sớm biết không muốn mang Tiêu Phàm tới nơi này. Cáo từ, Tiêu Phàm lãnh đạm nhìn hai người một cái, hất lên áo bào liền chuẩn bị quay người rời đi. Không hài lòng hơn nửa câu. Bản thân lưu lại nơi này cũng không có ý gì. Hai người này luôn miệng nói hắn Tiêu Phàm ngạo khí, từ đầu đến cuối, hắn cũng liền nói hai câu nói mà thôi, chân chính ngạo khí là ai không cần nói cũng biết. Nhưng mà, Tiêu Phàm vừa mới phóng ra hai bước, một cỗ khí thế ngút trời trong nháy mắt bao phủ hắn, đồng thời, một đạo thanh âm âm dương quái khí vang lên, bản tôn nhường ngươi đi rồi sao? Thái cổ thần giới trẻ tuổi một đời người thứ nhất, nửa câu nói sau. Bạch Y Thư Sinh cơ hồ là từng chữ nói ra được. Lời này vừa nói ra, đám người một trận xôn xao, mấy hồ ánh mắt mọi người trong nháy mắt ngưng tụ ở Tiêu Phàm trên người, thần sắc mỗi người không giống nhau. Lạc Vô Tình thầm nói không tốt, vội vàng nói, Lâm Sư Huynh, Tiêu Phàm là bằng hữu ta, còn mời xem ở ta Lạc gia phân thượng, không muốn cùng hắn so đo. Bạch Y Thư Sinh nghe vậy, không khỏi nhíu mày. Trầm ngâm chốc lát mới nhìn chăm chú Tiêu Phàm nói, hừ, tiểu tử, xem ở Lạc gia mặt mũi,
lần này tha cho ngươi một cái mạng. Dứt lời, bạch y thư sinh chuẩn bị thu lại khí thế. Ai ngờ, Tiêu Phàm chẳng những không đi, ngược lại quay người, lạnh lùng nhìn xem bạch y thư sinh, khinh thường nói, tha ta một mạng. Ngươi xứng sao? Tha ta một mạng, ngươi xứng sao? Tiêu Phàm ngữ khí rất lạnh, hắn rất ít như thế tức giận, nhưng giờ phút này, Tiêu Phàm thực giận. Cái này bạch y thư sinh thật là không có đạo lý, bản thân chỉ là cùng bọn hắn chào hỏi mà thôi, vậy mà liền như thế cửu thị bản thân. Thật sự coi chính mình là thánh tôn cảnh thực lực, liền muốn làm gì thì làm. Lại nói, mình cũng nhượng bộ, các ngươi không tốt ở chung, cùng lắm thì lão tử không nói với các ngươi mà nói là được. Thật không nghĩ đến, cái này bạch y thư sinh vậy mà ở đây trang bức. Tu giả, đỉnh thiên lập địa, không sợ trời không sợ đất. Tiêu Phàm cũng là ăn mềm không ăn cứng người, chỗ nào chịu được khẩu khí này. Tiểu tử này là ai, dám dạng này cùng Lâm Nho nói chuyện. Đoán chừng tiểu tử này cho rằng Lâm sư huynh là bạch diện thư sinh, tương đối tốt nói chuyện a, ha ha, nếu như hắn biết rõ, Lâm Nho danh xưng thị huyết thư sinh, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Ta đánh cược, tiểu tử này không chết cũng tàn phế. Đại điện bên trong không ít tu sĩ ngươi một lời, ta một câu, một bộ nhìn người chết ánh mắt nhìn Tiêu Phàm. Một cái thánh đế cảnh, một cái thánh tôn cảnh, cái này căn bản không thể so sánh. Dù cho bạch y thư sinh Lâm Nho đem Tiêu Phàm chém giết ở chỗ này, đoán chừng cũng không người sẽ cùng hắn nói câu nào. Lạc Vô Tình nghe được câu này, thầm nghĩ trong lòng không tốt. Quả nhiên, bạch y thư sinh ánh mắt cũng biến thành u lãnh lên, lạnh giọng nói, danh con, ngươi lặp lại lần nữa. Ta nói, ngươi không xứng, là lỗ tai điếc. Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, gia hỏa này lại nhiều lần khiêu khích lửa giận của mình. Thật sự cho rằng thiên hoang tu sĩ liền tài trí hơn người. Không phải liền là thánh tôn cảnh sao? Tiêu Phàm dù sao cũng là đạt tới qua thánh tôn cảnh cấp độ người, liếc mắt liền nhìn ra Lâm Nho chỉ là vừa mới đột phá thánh tôn cảnh mà thôi, khí tức đều còn bất ổn đây. Chí ít, cùng lúc trước Phong Lưu Vân so sánh, hẳn là có chênh lệch không nhỏ. Thực lực như vậy, Tiêu Phàm thật vẫn không cần thiết sợ hãi hắn. Thật sự cho rằng bản tôn không dám giết ngươi. Lâm Nho con người đen nhánh càng ngày càng băng lãnh, ở thái cổ thần giới giết người, hắn có lẽ cũng sẽ gặp một chút trừng phạt, nhưng cái này trừng phạt còn ở hắn trong giới hạn chịu đựng. Dù sao, ở thiên hoang xem ra, tiềm lực lớn hơn nữa thánh đế cảnh, cũng không có một cái nào thánh tôn cảnh trọng yếu. Nha, có trò hay để nhìn, một bên hỏa váy nữ tử xinh đẹp cười một tiếng, tựa như ước gì Lâm Nho giết Tiêu Phàm một dạng. Không phải ngươi không dám giết ta. Mà là người căn bản giết không được ta. Tiêu Phàm khịt mũi coi thường, quay người liền đi ra ngoài cửa. Tự tìm cái chết, Lâm Nho tức giận, một cỗ khí thế ngút trời bay thẳng Tiêu Phàm đi, cả tòa đại điện đều run rẩy kịch liệt lên. Nhưng mà, Tiêu Phàm lại làm như không thấy, thân hình chưa từng lay động mảy may. Hắn dù sao cũng là thánh tôn cảnh linh hồn, hơn nữa còn có được linh hồn miễn dịch năng lực, mới vào hạ phẩm thánh tôn cảnh lực lượng linh hồn. Lại làm sao có thể làm gì được hắn đây? Những người khác thấy thế, cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Vậy mà chặn lại, có lẽ trên người hắn có linh hồn phòng ngự pháp bảo cũng khó nói. Đám người trong lòng khẽ run, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt trở nên có chút bất đồng, vô luận là Tiêu Phàm thực chặn lại Lâm Nho công kích linh hồn, vẫn là có được chân chính linh hồn pháp bảo, đây đều là những người khác không thể nào làm được. Chết cho ta, Lâm Nho thấy thế, trên mặt tối tăm. Quanh thân bỗng huyết khí lượn lờ, huyết sát chi khí hóa thành từng tôn huyết ma, hướng về Tiêu Phàm đánh giết đi. Đại điện bên trong tu sĩ cảm nhận được cỗ khí thế kia, nhao nhao biến sắc, đồng thời hướng phía sau thối lui. Tiểu tử này chết chắc. Đám người trong lòng nghĩ như vậy, Lâm Nho đã động sát ý, lại làm sao có thể bỏ qua Tiêu Phàm đây. Nhưng mà, sau một khắc để đám người mắt trợn tròn sự tình đã xảy ra. Lan. Chỉ thấy Tiêu Phàm bỗng quay đầu, kinh khủng sát ý từ trên người hắn bộc phát ra, ngưng tụ thành một chuôi trảm thiên thần kiếm nổi giận chém mà xuống. Cái kia táo bạo cuồng bá huyết ma, ở tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, bị Tiêu Phàm sát khí một kiếm chém giết, huyết ma hóa thành huyết sát chi khí tiêu tán thành vô hình. Giờ khắc này, đám người hoàn toàn tĩnh mịch. Ngay cả Lâm Nho cùng hỏa váy nữ tử cũng trợn mắt hốc mồm. Bọn họ rất rõ ràng vừa rồi một kích kia khủng bố, đừng nói bán bộ thánh tôn cảnh,
nhưng ít ra thánh đế cảnh phía dưới là không ngăn nổi. Nhưng Tiêu Phàm không chỉ có chặn lại, hơn nữa còn tùy tiện hóa giải công kích này, đây cũng không phải bình thường người có thể làm được. Ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, Lâm Nho cũng không ngồi yên nữa, đột nhiên thân hình khẽ động, chuẩn bị hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Hắn đường đường thánh tôn cảnh cường giả, lại bị một cái nho nhỏ thánh đế cảnh tu sĩ tấp nập đánh mặt, Lâm Nho không tranh về một hơi này, việc này nếu là truyền về thiên hoang, hắn thì huyết thư sinh về sau cũng không có mặt mũi ra ngoài lăn lộn. Đám người âm thầm lắc đầu, theo bọn hắn nghĩ, Tiêu Phàm có thể chạm lui Lâm Nho công kích linh hồn, hẳn là hắn thủ đoạn mạnh nhất. Thánh đế cảnh trung kỳ cùng hạ phẩm thánh tôn ở giữa chênh lệch thực sự quá lớn, cũng không phải thủ đoạn khác có thể bù đắp. Hô, mắt thấy Lâm Nho sắp tới gần Tiêu Phàm thời khắc, một bóng người đột nhiên như quỷ mị xuất hiện ở Tiêu Phàm trước người. Lan, Lâm Nho thấy thế, nổi giận gầm lên một tiếng, muốn làm cho đối phương cút ngay. Nhưng lời đến khóe miệng ngữ, hắn mạnh mẽ nén trở về, đồng thời vội vàng triệt tiêu công kích, thân thể lật cái bổ nhào, lui về phía sau hơn mấy trượng. Đám người thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, chẳng ai ngờ rằng, Lâm Nho vậy mà lại đình chỉ công kích. Sau một khắc, ánh mắt của mọi người tất cả đều rơi vào ngăn tại Tiêu Phàm trước người đạo thân ảnh kia phía trên, không khỏi nhíu mày, vô số nghi hoặc tràn ngập trong đầu của bọn hắn. Thánh đế cảnh trung kỳ, có người thấp giọng hô lên tiếng, trong giọng nói đều là cổ quái một trong. Một cái thánh đế cảnh trung kỳ, vậy mà làm cho Lâm Nho dừng bước. Nếu như không phải tận mắt thấy, bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng một màn này. Tiêu Phàm đã làm xong ra tay toàn lực chuẩn bị, thậm chí đã chuẩn bị triệu hoán cửu U Ma Toan, nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, lại có người sẽ giúp hắn. Mà giúp hắn đạo thân ảnh này, càng là để hắn nằm mơ đều không nghĩ tới. Tà Vũ, đối diện, Lâm Nho cắn răng nghiến lợi nhìn xem ngăn tại Tiêu Phàm trước người bóng người, ánh mắt bên trong tràn ngập không cam lòng. Không sai, xuất thủ cứu Tiêu Phàm chính là Tà Vũ. Mặc dù đại bộ phận người đều không biết hắn một cái thánh đế cảnh trung kỳ, vì sao có thể cứu Tiêu Phàm. Nhưng là, hắn thực làm được, hơn nữa còn là trước mặt nhiều người như vậy. Lâm Nho, liền bằng hữu của ta ngươi đều dám giết, chán sống rồi sao? Tà Vũ nhe răng cười một tiếng, lộ ra một loại tà mị ý tứ. Đám người nghe nói như thế, cũng toàn bộ đều trợn tròn mắt. Đây quả thật là một cái thánh đế cảnh trung kỳ đang uy hiếp một cái thánh tôn cảnh tu sĩ. Lâm Nho nghe được bằng hữu hai chữ, khẽ cắn môi, con ngươi trở nên đỏ thắm, động thủ cũng không phải, lui cũng không xong. Tiêu Phàm nhìn sâu một cái Tà Vũ bóng lưng, hắn phát hiện, Tà Vũ càng ngày càng thần bí. Tà Vũ trên người, có dấu đại bí mật. Nguyên lai là Tà Vũ sư đệ, nghe nói Tà Vũ sư đệ cũng chuẩn bị tiến về thiên hoang, tỉ tỉ thế nhưng là hoan nghênh. Lúc này, hỏa váy nữ tử lắc eo đi tới. Loan Nguyệt, Ngọc Diện Hồ Ly, ta cho ngươi một cái thiện ý lời khuyên, tốt nhất cùng ta bảo trì khoảng cách nhất định, bằng không ngươi sẽ phải hối hận. Tà Vũ nhếch miệng cười một tiếng. Hỏa váy nữ tử nghe vậy, bỗng ngừng bước chân, thân thể mềm mại khẽ run lên. Lâm Nho cùng hỏa váy nữ tử Loan Nguyệt cử chỉ cổ quái, không khỏi làm bốn phía tu sĩ càng hiếu kỳ hơn lên. Hai cái thánh tôn cảnh tu sĩ. Vậy mà tại e ngại một cái thánh đế cảnh trung kỳ tu sĩ. Tà Vũ là ai? Vốn là một cái cổ vực vực chủ đồ đệ sao? Tất yếu như vậy sợ hãi sao? Tà Vũ, ngươi đừng lớn lối như vậy. Ở thái cổ thần giới, chúng ta không dám làm gì ngươi. Nếu là đi thiên hoang, có ngươi thụ. Lâm Nho rất khó chịu Tà Vũ thái độ phách lối. Hắn là rất kiêng kỵ Tà Vũ, nhưng là vẻn vẹn cực hạn với thái cổ thần giới. Nếu như đến thiên hoang, hắn chưa chắc sẽ sợ Tà Vũ. Ta liền ở thái cổ thần giới phách lối, ngươi cắn ta sao? Tà Vũ cười lạnh không thôi, một bộ bất cần đời bộ dáng. Tiêu Phàm cũng là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này Tà Vũ, hắn rất muốn hỏi thăm Tà Vũ một ít chuyện, có thể lại không biết làm sao mở miệng. Ngươi, Lâm Nho phẫn nộ, nhưng hắn ở thái cổ thần giới, thật vẫn không dám đối Tà Vũ làm sao. Ta biết, ngươi Lâm gia không ít người. Chết ở ta nhị thúc thúc kiếm Tà Vương trong tay, ngươi không phục lắm, ngươi yên tâm, đến thiên hoang, ta sẽ cho ngươi Lâm ra cơ hội báo thù. Tà Vũ nghiền ngấm cười nói. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Lâm Nho hất lên áo bào, lạnh giọng nói.
cái kia ánh mắt, hận không thể đem Tà Vũ ăn sống nuốt tươi. Tiêu Phàm nghe được Tà Vũ lời nói, trong lòng lại là kinh ngạc không thôi, kiếm Tà Vương. Hắn không phải Tà Thần cổ vực bốn đại Tà Vương một trong sao, làm sao cùng Thiên Hoang gia tộc có quan hệ. Sau một khắc, Tiêu Phàm con người hơi hơi co rụt lại, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tà Vũ, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại. Trong đầu của hắn đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu, hoặc giả nói là một sự thật. Kiếm Tà Vương lại có thể tiến vào Thiên Hoang. Tất nhiên kiếm Tà Vương có thể tiến vào, cái kia Tà Thần cổ vực mặt khác ba đại Tà Vương, chẳng phải là cũng có thể đi vào đây. Không chỉ có như thế, xem như bốn đại Tà Vương chủ nhân, Tà Thần, vậy khẳng định cũng có thể tiến vào Thiên Hoang. Cũng chỉ có dạng này, mới phù hợp Tà Vũ trong giọng nói ý tứ. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn, cho tới nay, hắn đều biết rõ Tà Thần cổ vực không đơn giản, nhưng hắn nằm mơ đều không nghĩ đến, Tà Thần cổ vực lại có thể tự động xuất nhập Thiên Hoang. Bốn đại Tà Vương, chí ít cũng là Thánh Đế cảnh, không đúng, liền Lâm Nho đều kiêng kỵ như vậy, vậy khẳng định là Thánh Tôn cảnh, hơn nữa còn không phải thông thường Thánh Tôn cảnh, cái kia Tà Thần đây, lại là cái gì thực lực? Tiêu Phàm trong lòng tự nói. Tiêu Phàm không dám tiếp tục nghĩ, cho tới bây giờ, hắn mới chính thức ý thức được Tà Thần đáng sợ, cũng biết mình nhỏ bé. Vô Tận Thần Phủ, độc chiếm nhân tộc nhất đại cổ cương, có thể đối mặt Thiên Hoang cường giả, ưỡn liên tục trực tích lương dũng khí đều không có. Mà Tà Thần cổ vực đây, bọn họ vẻn vẹn chiếm cứ một cái cổ vực, lại làm cho Thiên Hoang cường giả đều e ngại không thôi, đây mới thật sự là cường đại. Khó trách lúc trước Vạn La Đế vực hướng ra không dám đối Tà Thần cổ vực xuất thủ, hiện tại xem ra, may mắn hướng ra không có động thủ, bằng không mà nói, đoán chừng hướng ra đều muốn hủy diệt, mà không phải về sau bị Tiêu Phàm trục xuất. Đừng nói hướng ra, chính là nhân tộc sáu đại cổ cương hợp lực, có lẽ cũng không phải Tà Thần cổ vực địch. Mà Tà Thần cổ vực, vẻn vẹn chỉ là một cái cổ vực mà thôi. Còn chưa đủ cường đại a, Tiêu Phàm suy nghĩ ngàn vạn. Làm Tiêu Phàm lấy lại tinh thần thời khắc, Lâm Nho cùng Loan Nguyệt đã rời đi, bọn họ ở chỗ này, căn bản không dám làm càn, chớ nói chi là giết Tà Vũ. Nếu như giết Tà Vũ, chọc giận Tà Thần cùng bốn đại Tà Vương, bọn họ đoán chừng đều phải lưu lại nơi này, thậm chí liên lụy gia tộc của bọn hắn. Tiêu Phàm, ngươi không sao chứ? Tà Vũ cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm, nói, ngươi liền không có gì hiếu kỳ, hoặc là muốn hỏi sao? Có. Liền sợ ngươi không nói. Tiêu Phàm không nghĩ tới Tà Vũ vậy mà lại chủ động mở miệng, hắn tự nhiên không muốn bỏ qua cơ hội như vậy. Ngươi không có hỏi ta, ta nói thế nào? Tà Vũ nhún nhún vai, nói, nếu là có điểm rượu ngon, vậy ta có lẽ liền đã nói tất cả, đương nhiên, nếu là trước kia, ta cũng chưa hẳn biết rõ. Vậy ngươi bây giờ làm sao biết? Tiêu Phàm nghi ngờ nói, chẳng lẽ, ngươi gần nhất mới biết được liên quan tới Thiên Hoang sự tình? Cũng không phải gần nhất, đại khái một năm trước đó a, sư tôn mang ta đi một chuyến Thiên Hoang, giúp ta tìm về một chút đồ vật. Tà Vũ tùy tiện đi đến đại điện xó xỉnh bên trong bên cạnh bàn ngồi xuống. Ký ức, Tiêu Phàm không chút nghĩ ngợi phun ra hai chữ, tiện tay lấy ra một cái bầu rượu, rót hai chén rượu. Xem như thế đi, Tà Vũ giơ lên một ly rượu uống một hơi cạn sạch, nói, xem ra ngươi cũng đã được nghe nói, ta đã từng sống qua một đời sự tình. Có biết một hai mà thôi. Tiêu Phàm lắc đầu, hắn việc này hay là nghe thí thần bọn họ tìm hiểu đến, nguyên bản hắn còn tưởng rằng tin đồn đây. Cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Tà Vũ khoát khoát tay, không có tiếp tục nói chuyện này, mà là xóa khai chủ đề, đi một chuyến Thiên Hoang, chuẩn xác mà nói, muốn đi một chuyến thần ma táng thổ, sau đó, sư tôn ta cho ta một cái khảo nghiệm. Nói đến đây, Tà Vũ trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Lại bổ sung một câu, cái này Lâm Nho, trước đó từng có gặp mặt một lần, tựa như gọi là gì thị huyết thư sinh, rất khôi hài. Khôi hài, Tiêu Phàm hiểu ý cười một tiếng, khôi hài sao? Kỳ thật hắn không cảm thấy khôi hài, cái này Lâm Nho thế nhưng là động một chút lại muốn giết người. Nơi xa, Lâm Nho nghe được Tà Vũ lời nói, nắm đấm nắm chặt, gân xanh trên trán bạo khởi, thiếu chút nữa thì nhìn không được giết người. Thiên Hoang người đều như vậy ngạo khí sao? Tiêu Phàm biểu tình vẻ cổ quái, dư quang còn nhìn Lâm Nho một cái. Tự cho là đúng ngạo khí. Tà Vũ nhún nhún vai, cực kỳ khinh thường nói, đúng rồi, ngươi làm sao cùng Lâm Nho đánh nhau?
Ta làm sao biết, ta liền nói một câu nói, cùng bọn hắn lên tiếng chào mà thôi. Tiêu Phàm vẻ mặt im lặng, nói ta còn tưởng rằng thiên hoang người đều bá đạo như vậy, ngay cả lời đều không để cho người khác nói đây. Xa xa Lâm Nho đám người sắc mặt càng khó coi, hai người này ở trong này chuyện trò vui vẻ, hơn nữa đàm luận đối tượng vẫn là thiên hoang, thật coi bọn họ những ngày này hoang người không tồn tại sao. Thiên hoang người thật muốn bá đạo như vậy, đây cũng là tốt rồi, có ít người cũng liền dám đến nơi này phách lối mà thôi, nếu là đi ma quật, đoán chừng liền dọa cùng tôn tử một dạng. Tà Vũ khinh thường nói, ma quật, Tiêu Phàm không hiểu. Chính là ta nói thần ma táng thổ một dạng địa phương, nơi đó cũng là dị ma, chờ đợi chúng ta đi giết chóc. Tà Vũ giải thích nói. Những người khác nghe nói như thế, khóe miệng cuồng rút, hóa ra phách lối nhất là các ngươi a. Để cho người ta lòng vẫn còn sợ hãi ma quật, ở trong miệng ngươi, lại trở thành có thể tùy ý tàn sát đối tượng, nếu như ma quật dễ dàng như vậy giết chóc, vậy cũng sẽ không tồn tại thời gian dài như vậy. Đúng rồi. Người sư tôn cùng bốn đại tà vương, là thực lực gì? Tất nhiên mở ra chủ đề, Tiêu Phàm cũng không khách khí hỏi thăm. Ta cũng không biết, Tà Vũ bĩu môi, buồn bực một cái rượu, nói, lần trước ta hỏi bọn hắn, bọn họ nói không muốn đả kích ta. Ách, Tiêu Phàm không còn gì để nói, cái này tính là cái gì trả lời. Hắn còn muốn hỏi thăm mặt khác sự tình, lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến gầm lên giận dữ tiếng, Tiêu Phàm. Cút ra đây nhận lấy cái chết. Theo ngoại giới tiếng hét phẫn nộ vang lên, Tiêu Phàm cùng Tà Vũ nói chuyện như vậy cắt ngang. Trò hay đến, thí thần cùng Tiêu Phàm nhìn nhau, hiểu ý cười nói. Tà Vũ lại là cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm, nói Tiêu Phàm, làm sao ngươi đi tới chỗ nào, đều có thể đụng tới cửu nhân. Tiêu Phàm nhún nhún vai, vẻ mặt vô tội bộ dáng. Cái này có thể trách ta sao? Mới vừa rồi cùng Lâm Nho sự tình. Tiêu Phàm cũng không nghĩ phát sinh, thậm chí hắn còn ôm kết giao một phen tâm tư, cùng đối phương đáp lời. Nhưng nơi nào sẽ nghĩ đến, Lâm Nho cùng Loan Nguyệt lớn lối như thế, mở miệng liền châm chọc khiêu khích. Tiêu Phàm cùng bọn hắn không cừu không oán, tự nhiên cũng không tất yếu cho bọn hắn sắc mặt tốt. Về phần ngoại giới cái này tiếng giống giận dữ, Tiêu Phàm nghe thanh âm cũng đã biết là ai đến, thậm chí hắn cũng sớm đã đoán được. Chỉ là một mực chưa từng để ở trong lòng mà thôi. Bất quá nơi xa Lâm Nho, lại là nhìn có chút hả hê nhìn xem Tiêu Phàm. Có Tà Vũ ở, bọn họ dĩ nhiên không tốt đối Tiêu Phàm động thủ, có thể nơi này người có thể đối Tiêu Phàm động thủ a. Tiêu Phàm, người cho rằng trốn được sao? Còn không ra chặt đầu. Tiêu Phàm trầm ngâm thời khắc, cái kia phách lối thanh âm vang lên lần nữa. Tiêu Phàm nhíu mày, vẻ mặt không kiên nhẫn đi ra ngoài. Tà Vũ cùng thí thần bọn họ đi theo Tiêu Phàm sau lưng, nhất là Tà Vũ, lộ ra một bộ xem kịch vui bộ dáng. Tiêu Phàm mặc dù chỉ là thánh đế cảnh trung kỳ tu vi, nhưng hắn tin tưởng, thái cổ thần giới thật vẫn có rất ít người có thể làm cho Tiêu Phàm ăn thiệt thòi. Tiêu Phàm một chuyến đi ra đại điện, lại là nhìn thấy phía trước quảng trường phía trên, sớm đã đứng đầy người ảnh, rất nhiều người vẻ mặt nhìn người chết một dạng bộ dáng hướng về Tiêu Phàm. Người cầm đầu. Như Tiêu Phàm sở liệu, chính là Hoang Vô Cương. Ở bên người Hoang Vô Cương, còn đứng mấy người, trong đó một cái thanh bào lão giả Tiêu Phàm cũng nhận biết, chính là lần trước vạn tộc đổ vực chi chiến Hiên Viên gia tộc dẫn đội người. Tiêu Phàm đã từng nhớ kỹ, cái này thanh bào lão giả giống như kêu cái gì Hiên Viên huyền đạo, chính là Hiên Viên gia tộc nhị tổ, bán bộ thánh tôn cảnh cường giả. Hiên Viên huyền đạo đứng phía sau đều hẳn là Hiên Viên gia tộc người. Giờ phút này đều vẻ mặt tức giận hướng về Tiêu Phàm, một bộ muốn đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi dáng vẻ. Ở trước người bọn họ, lơ lửng một bóng người, chính là bị Hoang Vô Cương hãm hại Hiên Viên huyền đạo. Bất quá Tiêu Phàm lại là thần sắc lạnh nhạt, hơi hơi thi lễ nói, Tiêu Phàm gặp qua huyền đạo tiền bối. Hừ, Hiên Viên huyền đạo lạnh rên một tiếng, nếu như không phải là bởi vì Tiêu Phàm chính là vô tận cổ cương chi chủ. Hơn nữa trước kia cũng không tận mắt nhìn đến Tiêu Phàm giết người, đoán chừng hắn liền không chỉ cừu thị, mà là động thủ. Tiêu Phàm, người cho rằng trốn ở chỗ này, liền có thể rũ sạch chuyện hôm nay. Ác ý giết hại nhân tộc thánh tử, người đáng chết. Hoang Vô Cương cắn răng nghiến lợi hướng về Tiêu Phàm, đại nghĩa lẫm nhiên quát lớn. Hoang Vô Cương, người lại nhiều lần khiêu khích với ta xem ở cùng là nhân tộc phân thượng, cũng không giết ngươi.
ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi? Tiêu Phàm một bước tiến lên, lạnh lùng hướng về Hoang Vô Cương nói. Đồng thời, một cỗ khí thế cường đại quét sạch mà ra, bay thẳng Hoang Vô Cương đi. Tiền bối, hắn là nghĩ giết người diệt khẩu. Hoang Vô Cương sắc mặt đại biến, vội vàng chạy đến Hiên Viên Huyền Đạo sau lưng. Lấy hắn thực lực, tuyệt đối không thể nào là Tiêu Phàm đối thủ, điểm ấy tự mình hiểu lấy hắn vẫn phải có. Hiên Viên Huyền Đạo lấy tay vung lên, một cỗ càng mạnh khí thế hướng về Tiêu Phàm cọ rửa mà ra, hai người khí thế tại hư không va chạm, sau đó vừa chạm vào tức mở, bốn phía tu sĩ đều bị đẩy lui mấy bước. Tiêu Phàm, lão hủ ở đây, há lại cho ngươi làm càn. Ngươi thật muốn giết người diệt khẩu hay sao? Hiên Viên Huyền Đạo lạnh lùng hướng về Tiêu Phàm nói. Giết người diệt khẩu, Tiêu Phàm lộ ra nghi hoặc, ngay sau đó ánh mắt rơi vào hậu phương đã không thấy sinh mệnh đặc thù Hiên Viên Trảm Tiên trên người, Hiên Viên Trảm Tiên đây là thế nào? Tiêu Phàm, chính là ngươi giết Trảm Tiên huynh, ngươi còn muốn rảo biện. Hoang Vô Cương nhìn hằm hằm Tiêu Phàm nói. Ta giết Hiên Viên Trảm Tiên. Tiêu Phàm vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Hoang Vô Cương. Một cánh tay chỉ vào bản thân nói, ta lúc nào giết Hiên Viên Trảm Tiên? Liền ở nửa chén trà nhỏ trước đó, ta tận mắt nhìn thấy, ngươi trốn không thoát đâu. Hoang Vô Cương cười lạnh nói. Nửa chén trà nhỏ trước đó, Tiêu Phàm càng thêm kinh ngạc, ngay sau đó là mờ mịt. Một bên thí thần nhìn thấy Tiêu Phàm bộ dáng, trong lòng âm thầm tán thưởng, lão đại quả nhiên là diễn đế, cái này trang giống như hắn thật không biết việc này một dạng. Nếu như không phải hắn đi theo Tiêu Phàm tận mắt nhìn đến Hoang Vô Cương hãm hại Hiên Viên Trảm Tiên, hắn đều cho rằng Tiêu Phàm thực không ở hiện trường. Ha ha, đột nhiên, Tiêu Phàm ngửa mặt lên trời cười ha hả. Ngươi cười cái gì? Hoang Vô Cương lạnh giọng nói, trên người sát khí càng ngày càng thịnh, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một tia đắc ý. Lần này, nhìn ngươi chết như thế nào, nơi này chính là Hiên Viên gia tộc đại bản doanh. Ngươi cho rằng làm bộ một bộ không biết biểu lộ, liền có thể thoát khỏi liên quan sao? Ngươi Tiêu Phàm càng đạm định, thì càng khó che giấu ngươi sợ hãi trong lòng. Cười cái gì? Tiêu Phàm tiếng cười im bặt mà dừng, thay vào đó là vô tận băng lãnh, nghiêm nghị nói, Hoang Vô Cương, ngươi thực không phải bình thường ngu xuẩn. Ngươi tự tìm cái chết. Hoang Vô Cương gầm thét. Nhưng Tiêu Phàm căn bản không thèm để ý hắn, tiếp tục nói, ngươi nghĩ oan uổng ta, hãm hại ta. Cũng không tìm cái khá một chút lấy cớ, ta thời gian uống cạn nửa chén trà trước giết Hiên Viên Trảm Tiên. Nói đến đây, Tiêu Phàm nhìn về phía sau lưng tất cả mọi người ở đây nói, từ một nén nhang trước bắt đầu, Tiêu Mỗ một mực bên trong cung điện này, chưa từng có chốc lát rời đi, người ở chỗ này đều có thể làm chứng. Không có khả năng, Hoang Vô Cương trước tiên không tin. Nhưng mà, Tiêu Phàm lại không còn tiếp tục biện giải cho mình, nên nói đã nói. Hiên Viên Huyền Đạo chỉ cần không phải đồ đần, sẽ hỏi phía sau hắn những người kia. Đương nhiên, trừ phi Hiên Viên Huyền Đạo bọn họ cùng Hoang Vô Cương hai người hợp tác giết chết Hiên Viên Trảm Tiên. Chỉ là khả năng này cực kỳ bé nhỏ, cơ hồ có thể không đáng kể. Cách đó không xa Lâm Nho đám người nghe được Hoang Vô Cương lời nói, không khỏi nhíu mày, ngay sau đó một bộ nhìn giống như kẻ ngu nhìn xem Hoang Vô Cương. Người nha! Lão tử còn tưởng rằng ngươi có thể diệt tiểu tử này đây. Kết quả là, chỉ là ngươi nghĩ vụ oan hãm hại a. Nhưng mấu chốt là, ngươi coi như vụ oan hãm hại, cũng tìm một chút cái cớ thật hay a, hoặc có lẽ là, thừa dịp Tiêu Phàm hành động đơn độc thời điểm hãm hại hắn a. Thời gian uống cạn nửa chén trà phía trước, Tiêu Phàm một mực trong đại điện này, chưa bao giờ rời đi bất luận người nào ánh mắt, lại làm sao có thể đi giết người. Không, chuẩn xác mà nói. Tiêu Phàm từ một nén nhang trước liền lưu ở nơi này. Chẳng lẽ Tiêu Phàm còn có thể phân thân giết người hay sao? Chủ yếu nhất là, trước mắt Tiêu Phàm mới là bản thể A, bọn họ điểm ấy nhãn lực vẫn phải có. Tiêu Phàm có thể lặng yên không tiếng động giết chết Hiên Viên Trảm Tiên, trừ phi hắn phân thân thực lực đạt đến thánh đế cảnh đỉnh phong trở lên tu vi, bằng không cũng là không thể nào. Hiên Viên Huyền Đạo cũng nhìn ra một tia không giống tầm thường ý vị. Lăng lệ con người cũng biến thành hồ nghi. Huyền đạo tiền bối, vãn bối có thể làm chứng, từ thời gian một nén nhang trước bắt đầu, Tiêu Phàm cùng ta một mực nơi này, chưa bao giờ rời đi. Lúc này, Lạc Vô Tình đứng dậy, hơi hơi thi lễ nói. Không có khả năng, Huyền đạo tiền bối, bọn họ là cùng một bọn. Hoang Vô Cương không chút do dự phản bác.
Lạc Vô Tình lông mày nhíu lại, cái này Hoang Vô Cương điên hay sao, liền tiểu gia mà nói cũng dám phản bác. Bất quá hắn cũng biết Hoang Vô Cương cùng Tiêu Phàm ân oán, tiểu tử này thành tâm muốn hãm hại Tiêu Phàm, cũng chưa chắc sẽ quan tâm mặt mũi của hắn. Huyền đạo tiền bối, ngài có thể hỏi một chút các vị ở tại đây. Lạc Vô Tình lui ra phía sau một bước, không nói thêm câu nữa. Lúc này đứng ra, hắn cũng là muốn giúp Tiêu Phàm chứng minh trong sạch ý tứ. Hắn cũng không thừa nhận mình không phải cùng Tiêu Phàm cùng một bọn, trước đó bản thân mang Tiêu Phàm đi kết giao Lâm Nho, nhắm chúng Tiêu Phàm vô duyên vô cớ bị căm thù, trong lòng của hắn cũng có chút áy náy. Chủ yếu nhất là, hắn tiến vào thiên hoang, còn phải dựa vào Tiêu Phàm đây, chỗ nào có thể bỏ đá xuống giếng. Huống hồ, hắn nói cũng đều là sự thật. Hiên Viên Huyền Đạo vừa nhìn về phía những người khác, cuối cùng ánh mắt rơi vào Lâm Nho trên người, chỉ thấy hắn tiến lên một bước, hơi hơi thi lễ nói, Lâm Đại Nhân, ngài một mực ở trong này. Lâm Nho cau mày, hắn không nghĩ tới Hiên Viên Huyền Đạo vậy mà tìm hắn tra hỏi, cái này. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, Tiêu Phàm lời nói, tựa như một bạo kích, hung hăng đánh vào Hoang Vô Cương trên người. Đúng vậy a. Bọn họ thấy được Tiêu Phàm cùng Thí Thần đi theo Hoang Vô Cương rời đi, nhưng ai đều không có cùng Tiêu Phàm tiếp xúc, ai biết có phải thật vậy hay không Tiêu Phàm đây. Cũng đúng, ta chỉ là xa xa nhìn thoáng qua, ta nhớ ra rồi, Tiêu Phàm cùng Thí hai người, cũng không có đáp ứng, mà là quay người rời đi. Ta cũng nhìn thấy, Tiêu Phàm cùng Thí rời đi về sau, một cái góc bên trong lại đột nhiên toát ra hai người, lúc ấy ta cũng không quá mức để ý, cho rằng chính là Tiêu Phàm. Ta lúc ấy có loại không nói ra được cảm giác, luôn cảm thấy cái kia Tiêu Phàm có chút không giống nhau. Rất nhiều người nghe được lời nói của Tiêu Phàm, cũng nhao nhao bắt đầu nhớ lại. Phân thân thái cổ mặc dù bề ngoài cùng Tiêu Phàm giống như đúc, nhưng nếu như tử tế quan sát, còn có thể nhìn ra một số khác biệt đến. Hơn nữa lúc ấy Tiêu Phàm cũng không có cố ý che giấu mình, có một ít người nhìn nhiều mấy lần, có lẽ cũng có thể phát hiện một số khác biệt chỗ. Hoang Vô Cương nghe được mọi người tiếng nghị luận, bỗng nhớ tới một loại khả năng, cơ thể hơi run lên, đầu giống như trống lúc lắc một dạng lung lay, không có khả năng, chính là ngươi, chính là các ngươi hai cái đi với ta. Nói đến đây, Hoang Vô Cương nhe răng trợn mắt chỉ Tiêu Phàm cùng Thí Thần, mặc dù trong lòng của hắn đã có một loại phỏng đoán, nhưng hắn không có khả năng nói ra. Huyền đạo tiền bối, Tiêu Phàm đột nhiên lại chậm rãi nói, thần điêu chi thuật, nếu như đến đỉnh phong. Có phải hay không có thể khó phân thật giả đây? Hiên Viên Huyền Đạo nghe vậy, con người bỗng nhiên co rụt lại. Những người khác cũng sáng tỏ thông suốt, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Hoang Vô Cương. Đúng vậy a, thần điêu chi thuật là có thể làm được khó phân thật giả. Nếu như Hoang Vô Cương vừa bắt đầu chuẩn bị hai cái thần điêu, sau đó thao túng bọn họ đi theo Hoang Vô Cương rời đi, đám người chỉ là xa xa nhìn thoáng qua, tự nhiên khó có thể phân biệt ra. Giờ khắc này, Hoang Vô Cương thực hoảng, sắc mặt trắng bạch, không có chút huyết sắc nào. Bản thân hãm hại Tiêu Phàm, làm sao sẽ biến thành cái dạng này? Tiêu phủ chủ không nói, ta còn thực sự không nhớ ra được, cái kia đi theo Hoang Vô Cương người rời đi, tựa như xác thực thiếu người một loại đồ vật. Là sinh cơ, hai người kia trên người đều không có sinh cơ, không tử tế quan sát, căn bản nhìn không ra. Trong đám người có người thấp giọng nghị luận. Nhưng tại trận đều là người phương nào, nhĩ lực kinh người hết sức, tự nhiên nghe được rõ rõ ràng ràng. Hoang Vô Cương, quả nhiên là ngươi. Hiên Viên Huyền Đạo nghe vậy, lập tức sát khí nặng nề nhìn về phía Hoang Vô Cương. Nếu thật là Hoang Vô Cương giết Hiên Viên Trảm Tiên, dù cho Hoang Vô Cương là Hoang Thiên Quân nhi tử, hắn cũng tuyệt không hạ thủ lưu tình. Không phải ta, là Tiêu Phàm giết Hiên Viên Trảm Tiên, vãn bối tận mắt nhìn thấy. Hoang Vô Cương không ngừng giải thích, nhưng hắn giải thích lại có vẻ vô cùng trắng bệch. Ngay sau đó hắn căm tức nhìn chung quanh tu sĩ, nói, huyền đạo tiền bối, bọn họ khẳng định cũng là cùng một bọn, cũng là cùng một bọn. Nhiều người như vậy, đều cùng ta là cùng một bọn. Tiêu Phàm cười, ngoạn vị nhìn xem Hoang Vô Cương nói, Hoang Vô Cương, ngươi lý do này quá vụng về. Nơi này người ở chỗ này, thế nhưng là có không ít người là ta Tiêu Phàm địch nhân. Chẳng lẽ ta địch nhân cũng sẽ giúp ta? Coi như bọn họ nghĩ cho ngươi làm chứng giả, cũng phải nhìn Hiên Viên gia tộc có đáp ứng hay không. Nói đến đây, Tiêu Phàm ánh mắt trở nên sắc bén lên, từ đầu đến cuối,
đều chỉ có ngươi gặp được ta, còn có Hiên Viên Trảm Tiên, chính ngươi đang chơi vừa ăn cướp vừa la làng trò vặt, muốn hãm hại ta, cũng phải tìm đúng thời cơ. Kỳ thật, Tiêu Phàm nội tâm vẫn còn có chút may mắn mình đương thời nội tâm luôn cảm thấy có chút bất an, cho nên chưa từng tự mình đi dự tiệc. Mà là để phân thân Thái Cổ cùng thí thần bộ dáng thần điêu dự tiệc, thuận tiện nhìn xem Hoang Vô Cương nghĩ chơi trò xiếc gì. Bất quá hắn không nghĩ tới chính là, Hoang Vô Cương thực có can đảm giết Hiên Viên Trảm Tiên để hãm hại bản thân, có thể thấy được hắn căm thù chính mình sâu. Lần này, Tiêu Phàm là bất kể như thế nào cũng không chuẩn bị buông tha hắn. Người này bất tử, về sau đến thiên hoang, có lẽ sẽ càng nhiều phiền phức. Không có khả năng, đây không phải là thật, cái kia liền là chân chính ngươi. Hoang Vô Cương vẻ mặt kinh hoàng, phù phù một tiếng ngã ngồi trên mặt đất, trên mặt không có chút huyết sắc nào. Chân trời, đứng đấy một đạo áo bào tím thân ảnh, tựa như có thể nhìn thấy thiên cung quảng trường bên trên tất cả, âm thầm lắc đầu nói, đồ vô dụng, chút chuyện này đều làm không xong. Hoang Thiên Quân, ngươi để cho ta xử lý sự tình đã làm xong, lão hủ đã lần thứ ba xuất thủ, đều không thể giết chết hắn, ngươi hoang gia tự cầu phúc. Về phần ngươi nhi tử, xem như ngươi tính toán lão hủ một điểm đại giới. Dừng một chút, áo bào tím thân ảnh hai mắt ngưng tụ, thở dài nói, người này mệnh, thực không phải bình thường cứng rắn a. Nói xong, áo bào tím thân ảnh bỗng chậm rãi tiêu tán, hóa thành một sợi thanh yên biến mất, dường như chưa bao giờ xuất hiện qua. Người tới, cầm xuống. Quảng trường phía trên, Hiên Viên Huyền Đạo chỗ nào vẫn không rõ là Hoang Vô Cương hãm hại Tiêu Phàm. Dù cho hắn không rõ ràng chuyện chân chính nguyên nhân hậu quả, nhưng hắn cũng đoán được mấy phần. Cho dù không phải Hoang Vô Cương giết chết Hiên Viên Trảm Tiên, nhưng Hiên Viên Trảm Tiên cái chết, tuyệt đối cùng Hoang Vô Cương không thoát được căn hệ, hắn thân làm Hiên Viên gia nhị tổ, bất kể như thế nào đều muốn cho Hiên Viên gia chủ một cái công đạo. Tiền bối, cứu ta! Hoang Vô Cương thực sợ hãi, ngửa mặt lên trời gào to nói. Tiền bối, đám người nghe vậy, vẻ mặt kinh ngạc nhìn bốn phía, giờ khắc này, mọi người đã hoàn toàn tin tưởng Hiên Viên Trảm Tiên chết cùng Hoang Vô Cương có quan hệ trực tiếp. Hoang Vô Cương có lẽ không cách nào giết chết Hiên Viên Trảm Tiên, nhưng trong miệng hắn tiền bối đây. Thật là ngu hàng, Tiêu Phàm nhìn không được chửi nhỏ một tiếng. Người nha, người Hoang Vô Cương dù sao cũng là Hoang gia gia chủ nhi tử, Hiên Viên gia tộc ở không có đầy đủ chứng cứ chứng minh người giết chết Hiên Viên Trảm Tiên trước đó, khẳng định không dám động tới ngươi. Nhưng hiện tại, người Hoang Vô Cương tương đương với gián tiếp thừa nhận, Hiên Viên gia tộc muốn buông tha ngươi đều khó. Tiêu Phàm trong lòng có chút may mắn bản thân không có bị tính toán thành công, bằng không, hắn Tiêu Phàm nếu như bị dạng này một cái ngu xuẩn tính toán mà chết, chính hắn đều xem thường bản thân. Những người khác cũng là như nhìn thằng ngốc một dạng nhìn xem Hoang Vô Cương, hiện tại ngươi thừa nhận, nhìn ngươi chết như thế nào. Theo Hiên Viên Huyền Đạo ra lệnh một tiếng, mấy đạo thân ảnh bỗng nhiên xông ra, hướng về Hoang Vô Cương đánh tới. Giờ khắc này, Hoang Vô Cương thực sợ hãi, mình giết Hiên Viên Trảm Tiên, Hiên Viên gia tộc tất nhiên sẽ không bỏ qua bản thân. Hoang Vô Cương bản năng nhấc chân chạy, trong lòng đem cái kia tiền bối tức giận mắng 100 lần, đã nói xong ở lúc mấu chốt cứu mình đây, làm sao bây giờ lại không xuất hiện. Hoang Vô Cương làm sao không biết, từ đầu đến cuối, mình bị lừa gạt. Chẳng biết tại sao, khi hắn dư quang nhìn thấy Tiêu Phàm trên mặt cười lạnh thời khắc, trong đầu hắn đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Cái kia thần bí tiền bối, không phải là Tiêu Phàm a. Hắn bố cục, chính là vì hại chết bản thân. Tiêu Phàm, người chết không yên lành. Nghĩ vậy, Hoang Vô Cương ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, ngay sau đó thân thể giống như diều bị đứt dây một dạng bay ngược mà ra. Tiêu Phàm vẻ mặt vô tội, ta lại không giết ngươi. Người mắng ta làm cái gì? Hạ thủ lưu tình, cũng coi như Hiên Viên gia tộc người chuẩn bị tiếp tục xuất thủ thời khắc, chân trời một tiếng quát như sấm vang lên. Theo âm thanh kia vang lên, tấn công về phía Hoang Vô Cương những người kia đột nhiên bay ngược mà ra, một cỗ bá đạo năng lượng khí lãng từ Hoang Vô Cương vị trí quét sạch mà ra. Bốn phía tu sĩ nhao nhao bị đẩy lui mấy bước, rất nhiều người tức thì bị chấn động đến phế phủ rung động, khí huyết sôi trào. Chỉ một thoáng, đám người ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía Hoang Vô Cương vị trí, lại là nhìn thấy Hoang Vô Cương trước người nhiều hơn một đạo kim bào thân ảnh. Hoang gia gia chủ Hoang Thiên Quân,
có người nhìn thấy Kim Bảo thân ảnh, liếc mắt liền nhận ra. Hoàng Thiên Quân, Tiêu Phàm nhíu mày, vừa mới nghe được thanh âm kia thời khắc, hắn liền đã đoán được người tới thân phận, chỉ là hắn không nghĩ tới, Hoàng Thiên Quân thực đến nơi này. Để cho Tiêu Phàm kinh ngạc là, giờ phút này Hoàng Thiên Quân trên người tán phát khí tức dĩ nhiên là bán bộ thánh tôn cảnh. Tiêu Phàm gặp qua không ít bán bộ thánh tôn cảnh cường giả, tự nhiên là liếc mắt liền phân biệt đi ra, hơn nữa, một dạng bán bộ thánh tôn cảnh khí thế còn không có hắn mạnh như vậy. Hắn nhớ rõ ràng, lần trước tiến về hoang gia thời điểm, Hoàng Thiên Quân vẫn là thánh đế cảnh đỉnh phong A, làm sao hôm nay liền đã đạt đến bán bộ thánh tôn cảnh, hơn nữa khí tức như thế ổn định. Hắn khí chất cũng phát sinh biến hóa, giống như càng thêm cường thế, có lẽ, đây mới thật sự là Hoàng Thiên Quân. Tiêu Phàm trong lòng hơi trầm xuống. Khó trách Lãng Thiên nói cho hắn, Hoàng Thiên Quân có thể là thánh tôn cảnh cường giả, chỉ là không để người đời biết mà thôi, đây có lẽ là thực. Hoàng Thiên Quân, Hoàng Vô Cương giết ta Hiên Viên gia tộc thiếu gia chủ, hôm nay nếu không cho ta Hoàng gia một cái công đạo, người cũng đừng nghĩ rời đi. Hiên Viên Huyền Đạo con người u lãnh, thái độ cực kỳ cường thế. Hoàng Thiên Quân sắc mặt cũng vô cùng ngưng trọng, trầm giọng nói, Huyền Đạo tiền bối, tất cả mọi người không có chứng cứ gì, chứng minh con ta giết Hiên Viên Trảm Tiên, người cần bản tọa cho ngươi cái gì bàn giao. Nếu là ngươi có thể xuất ra đầy đủ chứng cứ, chứng minh con ta giết người, không cần Huyền Đạo tiền bối cùng Hiên Viên gia tộc các vị xuất thủ, bản tọa cái thứ nhất không tha cho hắn. Hắn vừa rồi đã thừa nhận, tất cả mọi người ở đây đều nghe rõ rõ ràng ràng, ngươi cho chúng ta là kẻ điếc sao. Hiên Viên Huyền Đạo phẫn nộ nói, cặp mắt đục ngầu trở nên đỏ bừng. Hoàng Thiên Quân tự mình đến này, thân làm nhất cương chi chủ cùng năm đại gia tộc một trong hoang gia gia chủ, cho dù là hắn, cũng không thể không cho mấy phần mặt mũi, dù sao cái này liên quan đến hai đại cổ cương cùng hai lớn lợi ích của gia tộc. Nhưng bất kể như thế nào, Hiên Viên Trảm Tiên không thể chết vô ích. Hoang gia người dám ở thần đạo cổ thành giết hắn hoang gia người, cái này khiến hoang gia trên mặt đã tối tăm. Nếu như ngay cả công đạo đều không thể đòi lại, vậy sau này ai còn sẽ đem Hiên Viên gia tộc để ở trong mắt? Huyền Đạo tiền bối, người xác định con ta đã thừa nhận. Hoàng Thiên Quân ý vị thâm trường cười một tiếng, nói, người Hiên Viên gia tộc người muốn giết con ta dưới tình thế cấp bách, gọi người cứu hắn, đây có gì sai? Nói đến đây, Hoàng Thiên Quân lời nói càng ngày càng lăng lệ, thái độ cũng càng ngày càng cường thế, người Hiên Viên gia tộc thiếu chủ chết rồi. Các người muốn báo thù, chẳng lẽ ta Hoang gia thiếu chủ, liền phải bị ngươi Hiên Viên gia tộc giết chết sao? Linh Nha lợi chủy, Hiên Viên Huyền Đạo giận dữ mắng mỏ, ngụm nước trực phún. Đám người nghe nói như thế, ngược lại cũng cảm thấy có nhất định đạo lý, mặc dù bọn họ biết rõ, Hiên Viên Trảm Tiên chết, 89 phần 10 là Hoang Vô Cương tạo thành. Nhưng Hoang Vô Cương dưới tình thế cấp bách, kêu một tiếng tiền bối, cứu mạng, nếu như quả thực là muốn hiểu như vậy. Cũng không có gì. Mặc dù lý do này 10 điểm gượng ép, nhưng xác thực không thể xem như Hoàng Vô Cương giết chết Hiên Viên Trảm Tiên chứng cứ. Không sai, ta không có giết Hiên Viên Trảm Tiên, vừa rồi các người muốn giết ta, chẳng lẽ còn không cho phép ta cầu cứu sao? Hoàng Vô Cương lập tức cũng giật mình tỉnh lại, lại khôi phục phía trước tự tin. Những người khác như nhìn thằng ngốc một dạng nhìn xem Hoàng Vô Cương, nếu không phải là ngươi nhà có cái tốt cha. Thậm chí cha ngươi đến chậm một bước, có lẽ ngươi liền chết phỉnh lên, nơi nào còn có ngươi ở nơi này phách lối. Tiêu Phàm cau mày, nhìn xem Hoàng Vô Cương, lộ ra vẻ trầm tư. Hiên Viên gia tộc bức bách tại Hoàng gia áp lực, có lẽ thật vẫn không dám đối Hoàng Vô Cương động thủ, kể từ đó, Hoàng Vô Cương thật vẫn có khả năng trốn qua một kiếp. Chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn xem Hoàng Vô Cương yên ổn rời đi sao? Huyền Đạo tiền bối. Chính là Tiêu Phàm giết Hiên Viên Trảm Tiên, ta tận mắt nhìn thấy. Hoàng Vô Cương nhìn thấy Hoàng Thiên Quân đến, càng ngày càng tự tin lên. Hắn lách qua Hoàng Thiên Quân thân hình, đi đến trước người, căm tức nhìn Tiêu Phàm. Hồng hộc, lời còn chưa dứt, một đạo sắc bén kiếm mang bỗng từ Tiêu Phàm vị trí nở rộ mà ra, tốc độ nhanh chóng, không thể tưởng tượng, muốn chảm phá thiên khung, khí thế như hồng. Khoảng cách ngắn như vậy, dù cho thánh đế cảnh đỉnh phong. Thậm chí bán bộ thánh tôn cảnh, cũng không thể kịp phản ứng. A, theo một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, Hoàng Vô Cương thân thể trong nháy mắt cứng ngắc ở cái kia, một chút thánh đế cảnh cường giả lờ mờ nhìn thấy,
đạo kia sắc bén kiếm quang hiện lên Hoang Vô Cương thân thể. Làm càn, Hoang Thiên Quân nổi giận gầm lên một tiếng, một chưởng giận đập mà ra, trực tiếp vỡ nát đạo kiếm quang kia. Phốc phốc, đột nhiên một đạo huyết phụ nở rộ mà ra, Hoang Vô Cương thân thể bỗng nhiên một phân thành hai, máu tươi hư không. Dù cho Hoang Thiên Quân xuất thủ đã coi như là tương đối kịp thời, cũng vẫn như cũ muộn một bước. Tê đám người một trận hít ngược một hơi khí lạnh thanh âm vang lên, trong lòng bỗng nhiên rung động, ngay sau đó ánh mắt cùng nhau tụ tập ở Tiêu Phàm trên người. Đây chính là Hoang Vô Cương a, Hoang gia thiếu chủ, lại bị Tiêu Phàm một kiếm làm thịt rồi, liền linh hồn đều không thể tới kịp trốn tới. Ai cũng không thể nghĩ đến, Tiêu Phàm lại dám giết Hoang Vô Cương, hơn nữa còn là ngay trước Hoang Thiên Quân mặt. Bá đạo, cường thế. Những cái này từ đều không đủ lấy hình dung thời khắc này Tiêu Phàm, giờ khắc này, Tiêu Phàm hình tượng ở trong lòng tất cả mọi người địa vị vô hạn cất cao. Mà lúc này, Tiêu Phàm lại là đứng chắp tay, tóc dài màu đen tại hư không phiêu đãng, giống như một tôn cái thế ma tôn, không thể xâm phạm, uy áp thiên địa. Hiên Viên Huyền Đạo Hiên Viên gia tộc tu sĩ cũng là trợn to hai mắt, con người bỗng nhiên co rút lại. Bọn họ biết rõ Tiêu Phàm rất cường thế, rất huyết tinh. Có thể chẳng ai ngờ rằng, Tiêu Phàm vậy mà cường thế đến tình trạng như vậy, một lời không hợp liền giết người. Hơn nữa, giết vẫn là Hoang gia thiếu chủ. Tiêu Phàm, người tự tìm cái chết. Hoang Thiên Quân từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, nổi giận gầm lên một tiếng, liền chuẩn bị đánh giết Tiêu Phàm. Hoang Thiên Quân, nơi này chính là ta Hiên Viên gia tộc. Ai ngờ lúc này, Hiên Viên Huyền Đạo bỗng một bước tiến lên, trên người bộc phát ra bán bộ thánh tôn cảnh khí thế. Chặn lại thân hình của hắn. Hoang Thiên Quân cắn răng nghiến lợi nhìn xem Tiêu Phàm, hận không thể đem Tiêu Phàm tháo thành tám khối, quả đấm của hắn nắm vang lên kèn kẹt. Tiêu Phàm thần sắc như thường, cũng không có nhìn về phía Hiên Viên Huyền Đạo, mà là đạm mạc nói, Hoang gia thật sự cho rằng bổn phủ chủ thật kiên nhẫn sao? Một đến hai, hai đến ba khiêu khích bổn phủ chủ uy nghiêm. Dừng một chút, Tiêu Phàm lại nhìn chăm chú Hoang Thiên Quân gần từng chữ một, bổn phủ chủ không thể nhục. Bổn phủ chủ, không thể nhục. Bá đạo mà uy nghiêm thanh âm giống như một đạo kinh lôi một dạng quanh quẩn mà ra, vang vọng quảng trường trên không, không cho người phủ định. Đám người kinh ngạc Tiêu Phàm trên người cỗ kia vô địch uy nghiêm khí thế, thật lâu thất thần. Ngắn ngủi yên lặng về sau, đám người rốt cục lấy lại tinh thần, bọn họ lúc này mới ý thức được một chuyện hết sức trọng yếu. Đúng vậy a, Tiêu Phàm thế nhưng là vô tận thần phủ phủ chủ. Vô tận cổ cương nhất cương chi chủ, hắn nhưng là cùng Hoang Thiên Quân cùng cấp bậc tồn tại. Không, chuẩn xác mà nói, Tiêu Phàm ở vô tận cổ cương địa vị, tuyệt đối là độc nhất vô nhị, thậm chí còn ở trên Hoang Thiên Quân. Dù sao, Tiêu Phàm một người chấp trưởng nhất đại cổ cương, mà Hoang Thiên Quân, chỉ là Hoang gia người phát ngôn mà thôi. Mà Hoang Vô Cương, chẳng qua là Hoang Thiên Quân nhi tử mà thôi, hắn lại nhiều lần khiêu khích nhất đại cổ cương chi chủ uy nghiêm. Đây không phải tìm đường chết thì là cái gì chứ? Tiêu Phàm dễ dàng tha thứ một hai lần đã là cực hạn, lại làm sao có thể một lần lại một lần dễ dàng tha thứ hắn? Hắn Hoang Vô Cương, cũng không phải Tiêu Phàm nhi tử. Hoang Thiên Quân cắn răng nghiến lợi hướng về Tiêu Phàm, trên người sát ý càng ngày càng hừng hực. Hắn chưa bao giờ đem Tiêu Phàm xem như ngang nhau địa vị nhân vật đối đãi, vẫn cho là Tiêu Phàm chỉ là một cái sợi cỏ mà thôi. Trong lúc vô hình nhường hắn có loại cao cao tại thượng cảm giác ưu việt. Cho tới giờ khắc này, Hoang Thiên Quân mới tỉnh ngộ lại, trước mắt cái này thánh đế cảnh trung kỳ tiểu tử, thế nhưng là nhất cương chi chủ a. Những người khác cũng là âm thầm lắc đầu, nếu như là những người khác lại nhiều lần khiêu khích Hoang Thiên Quân, hắn Hoang Thiên Quân đoán chừng đã sớm tức giận giết người, căn bản không có khả năng chờ tới bây giờ. Đứng ở Tiêu Phàm góc độ đến nghĩ, Tiêu Phàm có thể dễ dàng tha thứ. Đã là một loại rộng lượng. Nhưng một vị dễ dàng tha thứ, cũng không phải nói rõ Tiêu Phàm nhu nhược, không dám giết Hoang Vô Cương, mà là hắn khinh thường với giết Hoang Vô Cương mà thôi. Hoang Thiên Quân thở sâu, cố kiềm nén lại động thủ xúc động, hắn đi đến Hoang Vô Cương bên cạnh thi thể, đem hai cái kia nửa thi thể tổ hợp lại với nhau. Làm xong tất cả những thứ này, Hoang Thiên Quân mới thở sâu nhìn về phía Tiêu Phàm, đằng đằng sát khí nói, Tiêu Phàm, người rất tốt. Bổn phủ chủ cũng cảm thấy mình xem như nhân từ, chừa cho hắn một cái toàn thây. Tiêu Phàm 10 người tán thành gật đầu, xem như đáp lại Hoang Thiên Quân lời nói.
Lời này Tiêu Phàm ngược lại không phải là đang nói dối, hắn bình thường giết người, đều là một kiếm giết ra, thần hồn câu diệt bên ngoài, thi thể cũng sẽ bị kiếm khí xé thành bột mịn. Lần này Tiêu Phàm cho Hoang Vô Cương lưu toàn thây, xác thực xem như hắn nhân từ. Hoang Thiên Quân gân xanh trên trán bạo khởi, sau đó đỏ thắm con ngươi nhìn bốn phía tu sĩ, tựa như muốn đem chung quanh tất cả mọi người nguyên một đám tất cả đều in vào sâu trong linh hồn. Một chút cấp thấp tu sĩ không dám nhìn thẳng Hoang Thiên Quân, chỉ có thể cúi thấp đầu, bọn họ sợ Hoang Thiên Quân trả thù. Nhưng vẫn như cũ có một ít tu sĩ 10 điểm khó chịu Hoang Thiên Quân ánh mắt, nhất là những ngày kia hoang tu sĩ, thiếu chút nữa thì nhìn không được động thủ. Chỉ chốc lát sau, Hoang Thiên Quân khẽ cắn môi, không cam lòng đạp không mà lên, hóa thành một vệt sáng hướng về chân trời lao đi. Hiên Viên Huyền Đạo thật sâu nhìn Tiêu Phàm một cái, ngay sau đó hơi hơi chắp tay nói, lão hủ đa tạ Tiêu phủ chủ thay Trảm Tiên báo thù. Hiên Viên Huyền Đạo nói như vậy, hiển nhiên xem như nhận Tiêu Phàm tình. Lấy hắn thực lực, giết chết Hoang Vô Cương rất đơn giản, nhưng là hắn không dám. Một khi hắn động thủ, Hoang Thiên Quân ấn định Hoang Vô Cương không có giết chết Hiên Viên Trảm Tiên, hắn cũng không làm gì được, dù sao hắn không có 10 phần chứng cứ, kết quả là vẫn là hắn Hiên Viên gia tộc không phải. Nhưng Tiêu Phàm xuất thủ, đó cũng không giống nhau. Hắn địa vị cùng Hoang Thiên Quân ngang nhau, Hoang Vô Cương lại nhiều lần nghĩ đẩy hắn vào chỗ chết, lấy Tiêu Phàm địa vị cho dù lại khinh thường giết Hoang Vô Cương, nhưng có thời điểm chụp chết một con muỗi cũng không có gì lớn. Dù cho Hoang Thiên Quân, cũng không dám nói gì. Không cần cảm ơn ta, bổn phủ chủ cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể khi nhục. Tiêu Phàm khoát tay một cái nói. Về phần Hiên Viên Huyền Đạo, ngăn lại Hoang Thiên Quân sự tình, Tiêu Phàm cũng không nói lời cảm tạ, bởi vì đây cũng là Hiên Viên gia tộc nên. Tiêu Phàm là phát tiết trong lòng không vui, thế nhưng xem như gián tiếp thay Hiên Viên Trảm Tiên báo thù, Hiên Viên Huyền Đạo cản một lần Hoang Thiên Quân lại như thế nào đây? Những người khác nhìn thật sâu Tiêu Phàm một cái, nhất là Lâm Nho, mí mắt hơi hơi nhảy một cái. Vừa rồi hắn đều cho rằng Hoang Vô Cương có thể trốn qua một kiếp, nhưng hắn nơi nào nghĩ đến, Tiêu Phàm vậy mà giết người tại chỗ, thủ đoạn tàn nhẫn quyết đoán. Nghĩ đến bản thân trước đó đắc tội Tiêu Phàm sự tình, trong lòng của hắn có loại bất an mãnh liệt, thậm chí sát tâm lặng yên nở rộ. Người này không thể lưu, Lâm Nho trong lòng khẽ nói. Đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng lợi mang. Ha ha, thống khoái, đây mới là ta biết Tiêu Phàm. Tà Vũ thoải mái cười một tiếng, nói thật, cho dù là hắn, đều không nghĩ đến Tiêu Phàm sẽ giết Hoang Vô Cương. Dù sao, Tiêu Phàm bây giờ cũng không phải người cô đơn, phía dưới còn có một cái vô tận cổ cương đây. Hắn một khi tiến vào thiên hoang, Hoang Thiên Quân nhất định sẽ tìm kiếm nghĩ cách ứng phó vô tận cổ cương. Tiêu Phàm nhún nhún vai, mỉm cười, ngay sau đó nhìn về phía Hiên Viên Huyền Đạo, hết sức trịnh trọng nói, Huyền Đạo tiền bối, có thể hay không cho ta xem một lần Hiên Viên Trảm Tiên. Cái này, Hiên Viên Huyền Đạo có chút chần chờ. Hiên Viên Trảm Tiên đã chết, hắn không thể để cho hắn thi thể thời gian dài bại lộ trước mặt người khác. Nhưng Tiêu Phàm giờ phút này cũng không lấy vô tận cổ cương chi chủ ngữ khí nói chuyện, mà là làm một cái phổ thông vãn bối ngữ khí. Cái này khiến hắn lại có chút không tiện cự tuyệt. Vãn bối không có ý tứ gì khác, Tiêu Phàm liền vội vàng giải thích một câu, nhìn người thi thể, đó cũng là hành vi không lễ phép, lại nói, vãn bối y thuật cũng còn không có trở ngại, vừa rồi ta quan sát một chút, Hiên Viên Trảm Tiên giống như sinh cơ chưa diệt. Thực, Hiên Viên Huyền Đạo nghe nói như thế, trực tiếp kinh hô mà ra, thiếu chút nữa thì vặn chặt Tiêu Phàm cổ áo, còn tốt kịp thời ngừng, nói Tiêu phủ chủ, thật xin lỗi. Lão hủ quá kích động. Không sao, Tiêu Phàm khoát khoát tay. Hiên Viên Huyền Đạo nơi nào còn dám chần chờ, vội vàng để sau lưng một cái tu sĩ lấy ra Hiên Viên Trảm Tiên thi thể thả ở trước mặt Tiêu Phàm, sau đó mấy người đem Tiêu Phàm bảo hộ ở trung ương, không khiến người khác tới gần. Chung quanh tu sĩ không ít người lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn họ biết rõ Tiêu Phàm thực lực rất mạnh, có thể có rất ít người biết Tiêu Phàm lại còn am hiểu y thuật. Bất quá phần lớn người cũng không coi trọng Tiêu Phàm, y thuật mau cứu người bình thường vẫn được, có thể thánh đế cảnh tu sĩ chết đi, cũng không phải y thuật có thể vãn hồi. Tiêu Phàm không có để ý ánh mắt của mọi người, mà là ngồi xổm người xuống, nhìn về phía Hiên Viên Trảm Tiên, thời khắc này Hiên Viên Trảm Tiên máu me khắp người, mi tâm bị xỏ xuyên,
óc đều chảy ra, bộ dáng 10 điểm thê thảm. A, à, vừa mới ta rõ ràng cảm nhận được sinh cơ a, làm sao hiện tại không thấy? Tiêu Phàm trong lòng hồ nghi. Ngay sau đó hắn một cái tay khoác lên hiên viên trảm tiên mạch đập, từng tia nguyên lực ở linh hồn chi lực dẫn dắt phiền dưới lấy hắn kinh mạch rót vào thể nội. Hiên viên trảm tiên là bị một đòn xuyên qua mi tâm mà chết, kinh mạch của hắn cũng không nhận được tổn thương. Nguyên lực hải hoàn hảo, không gian ý thức hơi hơi bị hao tổn, chẳng lẽ là linh hồn mẫn diệt? Tiêu Phàm hồ nghi, thời khắc này hiên viên trảm tiên, nếu như không phải hắn mi tâm bị xỏ xuyên, ngược lại giống một cái người đần độn. Không đúng, hắn nếu như cũng đã chết rồi, vì sao không gian ý thức còn đang khôi phục? Tiêu Phàm trong lòng hết sức buồn bực. Nhưng mà một khắc sau, khi hắn nguyên lực cùng linh hồn chi lực tràn vào hiên viên trảm tiên một đầu kinh mạch thật nhỏ bên trong lúc, Tiêu Phàm con ngươi kịch liệt co rút lại một chút. Ngay sau đó, hắn trong lòng kinh hãi phun ra mấy chữ, bất tử thần thể. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 181.